Chào mừng bạn đang xem bộ truyện kiếm lai like tại kênh Ki Quy Truyện, tập 228, 229, 230, mấy tòa thiên hạ mấy người, kiếm tiên trên hồng mạch thượng khai hoa. Chúc bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo nhiều video mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Thôi Đông Sơn mắng, đúng đúng đúng, người có đầu óc, đầu to mà óc như trái nho. Lý Hoài làm mặt quỷ, cợt nhà nói, không nghe không nghe, Vương Bát niệm kinh, Trần Bình An mỉm cười có một ngày Trần Bình An ngồi ở hành lang viện nhà Thôi Đông Sơn, tháo hồ lô dưỡng kiếm ra nhưng không uống rượu, lòng bàn tay đặt trên miệng hồ lô, nhẹ nhàng lay động bầu rượu, tiểu viện tạm thời bốn phía không có người, khó có được một lát yên tĩnh. Sau khi luyện ra thủy, kim hai kiện bản mạng vật, luyện chế vật ngũ hành thứ ba sẽ trở thành một cái hố không thể bỏ qua được, nhưng dựa theo cách nói của Trương Sơn, luyện khí sĩ tầm thường, ba vật bản mạng là đủ rồi, một công một phòng, món cuối cùng trợ giúp luyện khí sĩ hấp thu linh khí nhanh hơn đã là thành tựu tương đối không tầm thường của tu sĩ dưới địa tiên về hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15, có thể luyện chế thành vật bản mệnh của Trần Bình An hay không? Thôi Đông Sơn không nói rõ ràng, chỉ nói thanh phi kiếm nguyên anh tu ly hỏa tặng cho Tạ Tạ, mặc dù được năng luyện chế thành công thành vật bản mạng, nhưng so với phi kiếm bản mạng của kiếm tu, nhìn tựa như không chênh lệch nhiều, thực ra khác nhau một trời một vực, giống như gân gà, có điều cái gọi là gân gà là nói với tu sĩ thượng ngũ cảnh, còn địa tiên bình thường có được kỳ ngộ này, có thể tức đoạt phi kiếm bản mạng của một vị kiếm tu địa tiên hóa thành vật mình dùng vẫn là nhờ ân đức tổ tiên phù hộ hòa thổ mộc ba vật bản mạng còn lại trần bình an trước đó đã hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ lấy xã tắc thổ năm màu của đại ly làm vật bản mệnh lão quan chủ của quan đạo quan từng để cho tiểu đạo đồng mang hồ lô khổng lồ kê tới nói trong đó có nhắc tới hỏa long của nguyễn tú cô nương có thể lấy ra luyện hóa nhưng trần bình an không điên khủng mất trí đừng nói là tìm cách móc nối loại hành vi điên cuồng này trần bình an chỉ nghĩ đến ánh mắt phòng trộm của nguyễn cung cũng đã rất bất đắc dĩ rồi chỉ sợ nguyễn cung mà biết mình có ý niệm này trong đầu mình nhất định sẽ bị vị thánh nhân binh gia này trực tiếp cầm thiết truy đúc kiếm đập hắn thành một bãi thịt nháo vậy trước tiên không nghĩ đến yếu tố hỏa trong ngũ hành vì vậy phần còn lại cuối cùng là mộc trần bình an kỳ thật có chút tính toán chính là cây hoe già bị đốn hạ kia có điều lúc ấy đã chia cho dân chúng hầu như không còn gì thanh hòa mộc kiếm để lại nơi kiếm khí trưởng thành kia chính là một trong những cảnh hèo năm đó hắn bảo tiểu bảo bình đi khiêng về tống tập tân từng nói về sự biến hóa của quê hương hiển nhiên bây giờ dân chúng trấn nhỏ đã khôn khéo hơn trước nhãn lực của bao phục trai ngưu giác sơn cũng không kém chưa chắc sẽ để lại cho trần bình an cơ hội nhặt được của hời trần bình an lo đến gãy đầu nằm ngửa ra sau hiện giờ là võ phu thuần túy của ngũ cảnh đỉnh phong luyện khí sĩ nhị cảnh vạn sự khởi đầu nan bản thân trần bình an hiểu rõ nhất tu sĩ nhị cảnh này không dễ dàng gì có được kiếm tiền vác trên lưng bán tiên binh chỉ là trừ phi liều chết đánh nhau, nếu không cũng không dễ dàng rút kiếm ra. Hai thanh phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm, bản mệnh tiểu phong đô 15 còn đỡ, mùng 1 đã sắp tạo phản, tâm ý tương thông với Trần Bình An, hầu như mỗi ngày đều phải la hét đòi ăn mảnh cuối cùng, cũng là mảnh trảm long đài lớn nhất. Mặc pháp bảo kim lễ, cũng may trước cảnh thứ bảy có mặc cũng không có gì đáng ngại, ngược lại có thể hỗ trợ nhanh chóng hấp thu linh khí thiên địa, nhìn chung chẳng khác nào bù đắp cho cầu trường sinh bị gãy của trần bình an khuyết điểm chí mạng về phương diện thiên tư tu hành chỉ có điều mỗi lần dùng phương pháp nội thị để tuần du khí phủ những tiểu đồng áo xanh ngưng kết mà thành vẫn là một đám ánh mắt u oán hiển nhiên là đối với linh khí thủy phủ thường xuyên xuất hiện tình huống nhập không đủ hại chúng nó lâm vào hoàn cảnh xấu hổ không bột đổ gột nên hồ cho nên chúng nó đặc biệt cảm thấy tuổi thân uất ức ngược lại người tí hon nho sam do văn đảm màu vàng hiển hóa kia mang đến cho trần bình an chút vui mừng ngoài ý muốn cưỡi hỏa long do chân khí thuần túy ngưng tụ mà thành mỗi ngày diễu võ dương oai tiêu dao khoái hoạt giúp trần bình an tuần tra tiểu thiên địa của bản thân hành động này có lợi cho hồn phách trợ giúp trần bình an mở rộng gân mạch hơn nữa còn một ít tạp chất trầm luân còn sót lại sau từng trận đại chiến khí tức đục ngầu bẩn thỉu ẩn nấp sâu trong hồn phách bị tiểu nhân cưỡi dòng lửa kia như một vị đại tướng quân đơn thương độc mạ ở bên kia công thành nhổ chạy cần cù chăm chỉ quét dọn dư nghiệt ẩn nấp trong rừng sâu có điều nó và hỏa long cùng thủy phủ cùng một nhóm đồng tử áo xanh cần cù quản gia rõ ràng không hợp nhau song phương đã thể hiện tư thế đến chết cũng không qua lại với nhau sau khi thật vất vả mới trở thành một luyện khí sĩ lần đầu tiên trần bình an cảm thấy hoang mang phải lấy hay bỏ để sống sót luyện quyền đi cọc chịu khổ trần bình an không chút do dự nhưng bây giờ không phải lo lắng tính mạng chỉ cần bằng lòng hôm nay lập tức chen chân vào lục cảnh cũng không khó như những môn hộ giàu có kia phải vì kiếm vàng hay bạc mà phiền não điều này làm cho trần bình an không thích ứng trong lòng đã quen với người nghèo luôn cảm thấy nắm chặt trong tay một túi tiền đồng hoặc là một tầng gạo mỏng trong lu gạo mới là thứ thực sự thuộc về mình bên người mặc dù có ngọn núi và núi bạc vẫn cảm thấy hôm nay chúng nó cho dù là của mình vừa tỉnh lại ngày mai sẽ là của người khác trần bình an biết như vậy không đúng nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời trong chuyện này không thể nói một tấc không tiến nhưng trung quy vẫn là tiến triển chậm chạp thật ra trong mấy năm nay trần bình an biết rất nhiều chuyện đã thay đổi rất nhiều ví dụ như không mang giày rơm mà mang giày thường sẽ thấy không được tự nhiên thiếu điều không đi được tỉ như mặc pháp bào kim lễ, đầu cài cây châm ngọc, luôn cảm thấy mình giống như loại vượn đội mũ người mà trong sách nói. Một ví dụ nữa là vì giấc mộng đã từng nói với lục đài kia, sẽ mua rất nhiều vật không dùng tới, muốn có một ngày, có một gia đình mới đại nghiệp mới ở quận Long Tuyền. Trần Bình An vảnh chân lên, khẽ lúc lắc, người thì hon hoa sen lén lút từ dưới đất thò đầu dò xét, nhanh như chớp chạy lên bậc thang, cuối cùng trèo lên lưng Trần Bình An ngồi. Trần Bình An đưa ngón tay dựng thẳng bên miệng, ý bảo không được nói chuyện từ khi thôi đông sơn lần đầu tiên xuất hiện ở thôn trang thanh loan quốc người thì hon hoa sen gần như không lộ diện đây là do trần bình an muốn nó làm vậy tuy rằng nó không hiểu gì nhưng cũng làm theo người thì hon hoa sen chỉ có một cánh tay đưa tay che miệng cười ra sức gật đầu trần bình an lắc lắc chân tiểu tử kia giống như đang đu dây nếu như không phải trước sau luôn che miệng nó đã sớm cười khanh khách thành tiếng vừa nhìn thấy người thì hon hoa sen vui vẻ tâm trạng trần bình an yên bình hơn rất nhiều những tạp niệm và phiền muộn kia đều quét sạch không còn trần bình an nhắm mắt lại không bao lâu sau phát hiện mu bàn chân nhẹ hẵng quay đầu mở mắt nhìn lại tiểu tử kia học hắn nằm vảnh chân sau khi trần bình an phát hiện nó cười đến nheo mắt lại trần bình an nghiêng người nằm nghiêng nó cũng có học theo trần bình an bắt đầu rung đùi đắc ý nhìn đi lẩm bẩm nhưng không phát ra âm thanh tiểu tử dựa vào hồ lô vẽ tranh bắt trước trần bình an một lớn một nhỏ kỳ thật cũng không biết mình đang lẩm bẩm cái gì trần bình an cũng không biết thôi đông sơn ở ngay bên ngoài từng tiểu viện đầu dựa vào vách tường thân thể giống như một sườn dốc thôi đông sơn biết trần bình an vì sao cố ý để người tí hon hoa sen trốn tránh mình bởi vì trong mắt trần bình an người tí hon hoa sen vô ưu vô phiền cũng đã là tốt nhất rồi thậm chí hắn cũng không muốn tìm hiểu người tí hon hoa sen có phải thật sự rất quý hiếm có phải là giá trị liên thành hay không có phải là chỗ hữu dụng hay không cho nên thôi đông sơn uất nghẹn đến có chút khó chịu bởi vì hắn ta rất muốn nói cho trần bình an biết tiểu tử kia thật sự thật sự không đơn giản nhưng thôi đông sơn không biết vì sao cân nhắc tới cân nhắc lui tuy rằng biết rõ có nói hay không ở bên phía trần bình an cuối cùng đều sẽ là kết quả giống nhau nhưng thôi đông sơn cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy đột nhiên cảm thấy không nói thì không nói thật ra cũng rất tốt thôi đông sơn vừa nghĩ thông suốt điểm này liền vẻ mặt tươi cười khôi phục bình thường đầu óc nhẹ nhàng đứng thẳng thân thể lặng yên không một tiếng động phiêu đãng đi về phía trước nếu nhân sinh không vui đó là vì chưa biết tiên sinh ta thôi đông sơn lập tức cực kỳ vui vẻ bởi vì chỉ cần lấy những lời này đến bên tiểu bảo bình tranh công nói không chừng sau này có thể bớt đi một lần bị chụp con dấu vì thế thôi đông sơn chạy như bay đến ngoài cửa sổ học đường nháy mắt với tiểu cô nương váy đỏ kết quả là bị tiên sinh dạy học giận dữ gầm lên thấm thoát đã từ hạ vào thu qua khoảng thời gian tĩnh dưỡng này trần bình an lấy cần cù bù lại cho tư chất kém cỏi hai khí phủ mỗi cái đặt một vật bản mệnh linh khí sung mãn trần bình an tận lực không quá nặng bên này nhẹ bên kia với những chuyện có liên quan tới luyện quyền và luyện khí nhưng vì bản thân đã thật sự trở thành luyện khí sĩ rồi gần đây mỗi ngày hắn nhất định phải tốn ít nhất 4 canh giờ để đi hít thở thổ nạp. Trần Bình An càng thấy hiểu rõ hơn với bình cảnh sau này, chắc chắn có một ngày hắn sẽ trở thành võ phu thuần túy thất cảnh, lại bước lên luyện khí sĩ trung ngũ cảnh, lúc đó cần hắn phải đưa ra lựa chọn một lần nữa. Có hôm Mao Tiểu Đông cười giỡn, nói, khi ngươi tu hành ở trong viện của Thôi Đông Sơn, cũng không thấy người tiếc nối linh khí trong thư viện. Thế tại sao lúc đầu ở đỉnh núi Đông Hoa Sơn ngươi lại không muốn chiếm thêm một chút linh khí nào, có phải là quá đạo đức giả hay không? Trần Bình An đáp, sau khi giữ được quy củ lớn thì có thể du di một chút về chuyện nhập gia tùy tục và chuyện thường tình của con người rồi. Thôi Đông Sơn, tạ tạ, lâm thủ nhất, ở cái sân nhỏ này có thể mượn cảnh giới của mình hấp thu linh khí, hơn nữa thư viện thừa nhận nó là hành động không sai, như vậy thì ta cũng có thể làm. Đại khái thì nó giống như Đông Hoa Sơn bên ngoài tiểu viện, chính là hạo nhiên thiên hạ ở trong tiểu viện này đã biến thành một quốc gia, một mảnh đất, là một tòa tiểu thiên địa, dưới điều kiện tiên quyết là không bao giờ xuất hiện chuyện nào đó trái với bản tâm hoặc là lễ nghi nhà nho thì chính là ta được tự do trần bình an nói ngập ngừng bởi vì đôi khi phải suy xét một lát hay dừng lại để suy nghĩ một chút rồi mới tiếp tục mở miệng mao tiểu đông gật đầu xem ra lúc đầu khi luyện vật ở đỉnh núi đông hoa sơn những lời dụng tâm lương khổ của mình không tốn công nói mao tiểu đông lại hỏi cây to đón gió lớn đi cao hơn người khác tất sẽ bị người phỉ báng người cảm thấy đạo lý ở đâu trần bình an đáp ý định ban đầu hẳn là khuyên bảo quân tử phải biết giấu tài để thích ứng với một thế đạo không tốt như vậy về phần không tốt chỗ nào thì ta nói không được, chỉ cảm thấy nó có chênh lệch rất xa về thế đạo trong suy nghĩ của nhà nho, về phần tại sao như thế thì càng là nghĩ mãi không rõ. Và lại, ta cảm thấy câu nói này có chút vấn đề, rất dễ để người khác đi vào con đường lạc lối, vẫn luôn sợ hãi cây mọc thành rừng, không dám đi cao hơn người khác, ngược lại sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy cây cao hơn rừng gió sẽ dập, không dám vượt cao. Chính là chuyện mà mọi người đang làm, nếu tất cả mọi người đang làm, ta làm thì cũng như người bình thường thôi, dù sao Pháp không trách chúng chỉ khi nào đuổi theo chuyện này đến cùng thì dường như mới xuất hiện vướng mắc với cây nhập ra tùy tục mà ta nói tuy rằng thật ra có thể chia nhỏ bởi vì khác biệt về giờ giấc địa điểm lẫn con người sau đó lại phân rõ ranh giới nhưng cuối cùng thì ta cảm thấy nó vẫn rất tốn sức hẳn là chưa tìm đến phương pháp căn bản lần này trần bình an vẫn nói rất ngập ngừng thế là trần bình an nhịn không được sự hiếu kỳ hỏi cái gọi là lời và ngọc được người đời tôn dùng này không phủ nhận rằng quả thật nó có thể giúp tránh được rất nhiều khốn khổ giống như ta cũng sẽ thường xuyên lấy ra tự xét lại, nhưng nó thật sự có thể được thánh hiền nhà nho công nhận là quy củ sao. Mao Tiểu Đông cười ha ha, nhưng không cho ra đáp án, sau đó thì Mao Tiểu Đông chuyển chủ đề, ngựa trắng không phải ngựa, ngươi thấy thế nào? Trần Bình An đáp, Thôi Đông Sơn đã từng nói về chuyện này, nói rằng đó là bởi vì vào thuở ban đầu khi thánh nhân tạo ra chữ viết, nó không đủ hoàn thiện, đại đạo khó tránh khỏi chuyện không được đầy đủ, trong lúc vô hình mang tới văn tự chướng cho người đời. Thời gian đổi thay, người đời sau sáng tạo ra nhiều chữ viết hơn, những gì lúc trước từng là vấn đề nan giải, bây giờ lại rất dễ giải quyết. Ngựa trắng đương nhiên là một loại ngựa, nhưng ngựa trắng không đồng nghĩa với ngựa, đáng thương cổ nhân cũng chỉ có thể quanh đi quẩn lại, quay tới quay lui bên trên chữ không phải kia, dựa theo lý lẽ của Thôi Đông Sơn, nó được gọi là mạch lạc trướng, không hiểu lẽ này, chữ viết có nhiều bao nhiêu thì vẫn là không tốt. Ví dụ như có người nói một chuyện chính xác, người bên ngoài lấy một chuyện chính xác khác để phủ nhận chuyện chính xác lúc trước, người ngoài chợt nghe xong, lại không chịu hỏi rõ ngọn nguồn, tách biệt cẩn thận thì sẽ vô thức cảm thấy cái trước là sai, vậy thì coi như là phạm phải mạch lạc trướng, còn có rất nhiều chuyện vơ đũa cả nắm, lẫn lộn đầu đuôi, đó đều là không hiểu ngọn ngành. Đối với chuyện này, Thôi Đông Sơn hơi tức giận, nói người đọc sách, thậm chí là hiền nhân, quân tử và thánh nhân cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này, còn nói là tất cả mọi người trên đời này, khi còn bé nên học nhất chính là những thứ này, đây mới là gốc dễ lập thân, có hiệu quả hơn bất cứ đạo lý cao thấp nào. Thôi Đông Sơn còn nói văn chương của Thánh Hiền bách ra chư tử ít nhất có một nửa là không rõ ràng hiểu lẽ này mới có tư cách để lĩnh ngộ học vấn căn bản của trí thánh tiên sư và lệ thánh, không phải như người đọc sách bình thường, khổ luyện đọc sách thánh hiền, cuối cùng cũng chỉ là tạo ra một lầu các giữa không trung, những gì nắm bắt được chẳng khác gì những áng mây bay nơi thành bạch đế, không có điểm dừng. Sau khi Mao Tiểu Đông cẩn thận ngẫm nghĩ, cười nói, không hoàn toàn là lời xả giận của tên khốn kiếp kia, nếu nghiền ngẫm thì cũng có chút thú vị đó. Trần Bình An cười nói, thôi Đông Sơn bằng lòng nói, ta chỉ việc nghe, dù sao Văn Thánh lão tiên sinh đã từng nói, để ta nghĩ thêm vạn chuyện sẽ có điểm lợi. Dù kết luận ta đưa ra cuối cùng là phủ định, nhưng những suy nghĩ thêm mà trông như đi thừa một đoạn kia thật ra lại chớ hề là một chặng đường lãng phí. Mao Tiểu Đông vỗ tay cười, tiên sinh tuyệt diệu. Sau đó, Mao Tiểu Đông bày ra vẻ mặt chờ mong, hy vọng tiểu sư đệ này ít nhiều gì cũng có chút ngộ tính. Trần Bình An nín cười, hiểu ý nói, sau này nếu như có thể gặp được Phan Thánh lão tiên sinh, ta sẽ nói nhiều thêm về Mao Sơn Chủ. Mao Tiểu Đông khẽ nói, nhớ lấy nhớ lấy, chớ nói lấp lửng, tiên sinh nhà chúng ta không thích trò đó ví dụ như câu tiên sinh tuyệt diệu mà ta nói đến lúc đó ngươi cứ kể lại từ đầu đến cuối đúng sự thật dù là thêm mắm thêm muối cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể nói loanh quanh trần bình an nói mình đã nhớ rồi cuối cùng mao tiểu đông đưa cho trần bình an một bức thư truyền tin bằng phi kiếm đến từ quận phi vân sơn lòng tuyển đại ly mao tiểu đông rời đi đám người quản sự ở thư viện sơn nhai có mấy kẻ đã lung lay tâm tư cần ông ta trấn an thỉnh thoảng trò chuyện nhàn nhã với trần bình an vừa là thể hiện tư cách của sư huynh cũng là tranh thủ thời gian dài sầu trong lúc bận rộn đương nhiên cũng có chức trách bổn phận Trần an bổ sung thiếu hụt trong tâm cảnh của trần bình an sau khi trần bình an mở thư ra nhìn thấy chữ viết quen thuộc của bắc sơn chính thần ngụy bách lúc trước trần bình an gửi cho ngụy bách một bức thư hỏi thăm chuyện có liên quan tới việc mua bán trao tay đỉnh núi lớn ở phía tây trần bình an có một loại tin tưởng tự nhiên đối với ngụy bách vị sơn nhạc chính thần sớm nhất cũng là duy nhất còn sót lại của thần thủy quốc ngụy bách nói trong thư cho trần bình an biết lúc trước tính cả hứa thị của thành thanh phong vào trong có tổng cộng 9 đỉnh núi đang tìm nhà nguyễn cung phố phúc lộc lý thị và mấy nhà đều nhận lấy tạm thời còn dư lại hai ngọn núi nếu như trần bình an muốn hắn có thể ra mặt hỗ trợ bàn giá hơn nữa ngụy bách đề nghị rằng mặc dù hai ngọn núi còn thừa lại kia là đồ dư lại của người khác nhưng thật ra trần bình an mua vào vẫn không lỗ còn trách rằng vì sao trần bình an không gửi thư sớm một chút nếu không thì hắn hoàn toàn có thể nuốt ngọn núi ngư giác sơn kia rồi dù là tiên thần tiên trong túi quần trần bình an không đủ ngụy bách hắn cũng có thể bù thêm trước cho hai người chia nhau ngưu giác sơn ngưu giác sơn kia có một bao phục trai tương đương với bến đò tiên ra nửa bán nửa tặng đó trần bình an đọc lại thư một lần nữa bảo đảm không bỏ sót huyền cơ ẩn giấu gì rồi thu vào trong phương thốn vật những ngọn núi lớn phía tây quận long tuyền ngọn nào cũng linh khí dồi dào không thua gì phủ đệ tiên gia đứng đầu bảo bình châu nhưng khí phận núi non bị chia cắt kịch liệt hơn nữa địa bàn vẫn quá nhỏ đối với những đỉnh núi môn phái tiên gia tông tự đầu rộng hàng trăm dặm, thậm chí là ngàn dặm kia, thì đỉnh núi Long Tuyền Phương Viên chỉ hơn 10 dặm thật sự rất khó có được thành tựu. Đương nhiên, nếu chỉ cung phụng một vị kim đan địa tiên thì dư xài, Trần Bình An cảm thấy chuyện mua núi có thể thực hiện được. Hắn bèn đến thư phòng của Mao Tiểu Đông, nâng bút viết một bức thư, mời Ngụy Bách thương lượng giá cả trước, để bùi tiền chạy đi giao cho một vị lão phu tử chuyên phụ trách chuyện này trong thư viện. Trần Bình An ngồi trong căn phòng cổ kính nhớ tới lần trò chuyện gần đây nhất thôi đông sơn lại thuận miệng nói về biện luận phật đạo ở thanh Lan quốc trước đó hắn ta từng đề cập đến bộ sách chính kinh có liên quan tới bách gia chư tử thật ra thì không nhiều cho nên thuận miệng bảo trần bình an có thể đến tàng thư lâu của thư viện tìm mấy quyển kinh điển của hai nhà đạo phật kia ra trần bình an do dự một chút rời khỏi thư phòng chờ lâm thủ nhất luyện khí xong là kéo hắn đến tàng thư lâu một chuyến trên đường lâm thủ nhất cười hỏi còn chưa nghĩ ra đáp áp chuyện kia sao trần bình an sửng sốt một chút lập tức nhớ tới lần đầu tiên ghé thăm lâm thủ nhất người kia đã nói lời cảm kích trần bình an cười khổ nói ta thật sự không đoán ra được rất là hiếu kỳ ngươi cũng đừng có giả bí hiểm với ta nữa nếu ngươi còn không nói nữa trước khi ta rời đi thư viện chắc chắn ta sẽ hỏi thẳng ngươi lâm thủ nhất mỉm cười nói còn nhớ lần vũng bùn ở đường núi lý hoài lăn đầy đất tất cả mọi người cảm thấy phiền chán không trần bình an suy nghĩ một chút nhớ mang máng sau đó ta đồng ý làm cho nó một cái dương sách hắn mới nín khóc mỉm cười không còn gây sự nữa. Nếu không thì đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đừng hỏng lên đường. Chẳng qua mấy năm nay, Tí Hoè hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Lâm Thủ Nhất hỏi, vậy ngươi có nhớ khi ấy đã nói gì với ta hay không? Trần Bình An do dự một lúc, Lâm Thủ Nhất mỉm cười nói, ta biết ngươi nhất định còn nhớ. Trần Bình An cảm khái, trước chuyện như vậy, ngươi thật sự để trong lòng à? Lâm Thủ Nhất gật đầu nói, lúc ấy ta không hòa hợp với mọi người nhất. Lý Bảo Bình gọi ngươi là tiểu sư thúc, Lý Hòa Thân với ngươi nhất, cho dù là A Lương cũng thích nói chuyện chém gió với hai người bọn họ. Chu Lộc và Chu Hà là hai cha con, duy chỉ có lâm thủ nhất ta lạc lòng nhất, mặc dù ta thể hiện ra bản thân không quan tâm, nhưng nếu nói trong lòng không thấy mất mát thì sao có thể, cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, ta đều đang hoài nghi có phải mình không nên cùng đến đại tùy cầu học với các ngươi hay không. Khi lâm thủ nhất nói đến những câu này, vị Mỹ Ngọc Tu đạo ăn nói cẩn thận của thư viện này lại có chút ý cười ấm áp, sau đó ngươi ngồi xổm trên đường bùn, quay đầu nói với ta hai câu, cũng làm cho ngươi một cái nhé dù sao cũng là tiện thể làm lâm thủ nhất chậm rãi bước đi cho nên lúc ấy ta đồng ý trần bình an nở nụ cười lúc đó ta không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy nếu không nói như vậy thì ngươi chắc chắn sẽ không muốn nhưng đến khi ta làm xong dương sách cho lý hoè rồi cũng chỉ có ngươi là không có ta sợ ngươi xa lánh tiểu bảo bình và lý hoè vì chuyện này nói thật ra vào lúc đó ta có suy xét đến tâm trạng của ngươi nhưng đa số vẫn là nghĩ đến chuyện giữa ba người lâm thủ nhất người tuổi lớn nhất tính nết lại chững chạc sau này đến thư viện rồi ta phải rời khỏi thì muốn ngươi có thể chăm sóc đến bọn họ nhiều một chút lâm thủ nhất gật đầu nói thật ra lúc đó trên đường đi ta đã rõ mấy chuyện này rồi nhưng người như ta có một chuyện là làm được coi như không tệ đó chính là người khác đối xử thiện ý với ta ta sẽ không cảm thấy bất bình trong lòng bởi vì người hắn đối xử thiện ý với người khác nhiều hơn nụ cười lâm thủ nhất càng tăng nói sau này trên chuyến thuyền qua sông ngươi làm dương sách nhỏ cho lý hòe trước ta thành người cuối cùng mà ngươi làm cho đương nhiên là nó cũng trở thành cái tốt nhất trên thực tế khi Trần Bình An ngươi quen tay với việc làm Dương Chúc kia. Và lúc đó, ta mới biết được, cái tên Trần Bình An này, tuy không nói nhiều nhưng tính nết cũng không tệ lắm. Cho nên khi đến thư viện, Lý Hòe bị người ta ức hiếp, mặc dù ta không góp sức nhiều, nhưng cuối cùng thì ta cũng không trốn đi. Người có biết không, khi đó, rõ ràng là ta đã thấy được con đường tu đạo của mình, cho nên lúc ấy ta đánh cược tất cả tương lai, dự tính cho tình huống xấu nhất, cùng lắm thì để người ta đánh cho tàn phế, gãy mất con đường tu đạo sau đó tiếp tục làm đứa con riêng mà cha mẹ đều xem thường, nhưng cũng phải là một người không khiến Trần Bình An ngươi xem thường trước đã. Trần Bình An gật đầu nói, những chuyện này ta đều ghi tạc trong lòng. Lâm Thủ Nhất cười nói, cho nên sau đợt kiếm tu nguyên anh ám sát tiểu viện kia, Trần Bình An ngươi đến viện, cuối cùng cố ý ngồi ở bên cạnh Lâm Thủ Nhất ta. Ta biết, Trần Bình An ngươi cũng biết rõ, thật ra ngoài trừ tên thiếu thông minh như Lý Hoài kia, cho dù là bùi tiền, tất cả mọi người trong viện đều biết rõ tại sao ngươi lại chỉ ngồi bên cạnh ta ngươi sợ ta sớm bước chân tu hành mà kiêu căng tự mãn lại chỉ có thể trở thành người đứng ngoài quan sát trong trận chiến kia từ đầu tới cuối cho nên khẳng định sẽ thấy mất mát sợ lâm thủ nhất ta càng đi càng xa khỏi các ngươi trần bình an dừng bước chân lại không phủ nhận chuyện này cười hỏi vậy ngươi có biết điều ta thấy biết ơn với ngươi nhất là gì không bây giờ đến phiên ngươi đoán rồi lâm thủ nhất lập tức lắc đầu người như ta khá lý lẽ cứng nhắc còn lại không suy nghĩ nhiều điều đó thì khác với trần bình an ngươi cả vạn dặm chắc chắn là ta không đoán được Trần Bình An cũng không thừa nước đục thả câu, nói, người đã từng nói cho ta, dưới gầm trời này không phải tất cả cha mẹ đều giống với cha mẹ của Trần Bình An ta. Lâm Thủ Nhất hơi thắc mắc đôi chút, Trần Bình An đưa nắm đấm ra, giữa một ngón tay, cười nói, đầu tiên, ta rất vui sướng khi Lâm Thủ Nhất người chịu nói lời như vậy, nói rõ ngươi đã xem ta là bạn rồi, dù sao thì thân phận của ngươi vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất của ngươi. Trần Bình An đưa ngón tay thứ hai ta, ta vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, đến mức sau khi kết thúc chuyến du lịch ở Ngỡ hoa phúc địa rồi vẫn có thể đến đây với bùi tiền chuyện này đều phải quy công cho câu nói này của ngươi cuối cùng trần bình an đưa ngón tay thứ ba ra hơn nữa sau khi nghe thấy câu nói này của ngươi ta giống như là một người nghèo rất mồng tơi lại đột nhiên phát hiện hóa ra mình là kẻ có tiền kế thừa một món gia sản lớn nghĩ đến đây ta thấy cho dù có gặp đồng lứa có tiền nhiều hơn đi nữa ví dụ như phạm nhị sau này thành bạn hoặc là ngay ngay châu lưu u châu từ đầu tới cuối vẫn không thành bạn bè khi ta ở chung với bọn họ ta đều cảm thấy trong chuyện có tiền hay không này chẳng có gì để mà tự ti mặc cảm nữa. Lâm Thủ Nhất mỉm cười, sau đó một lời nói toạc ra, ta đoán chừng Tống Tập Tân hận ngươi chuyện này nhất. Trần Bình An gật đầu, Trần Bình An dừng bước trước tảng thư lâu, ngẩng đầu nhìn lên lầu cao. Lâm Thủ Nhất, chút thiện ý vô nghĩa của ta được ngươi coi trọng và trân quý như vậy, ta rất vui, cực kỳ vui vẻ. Lâm Thủ Nhất thì nói, thế đạo này, ngay cả người tốt cũng thích người tốt quá nghiêm khắc, cho nên ngươi cũng phải trân quý người bạn như ta đó. Trần Bình An cười nói, ta biết, lâm thủ nhất hỏi như vậy thì đồ ngươi đưa ta sau này ta không có trả đáp lễ có phải cũng không cần tính toán chi ly hay không trần bình an vung tay lên ông trầm lấy đầu vai lâm thủ nhất nằm mơ lâm thủ nhất nhẹ nhàng đẩy trần bình an ra chỉnh vạt áo ngay ngắn lại oán trách nếu để nữ tử trong thư viện nhìn thấy cảnh này không chừng sẽ mất đi mấy người ngưỡng mộ đương nhiên ta không thích các nàng ấy nhưng không ghét chuyện được các nàng thích nha trần bình an cười nói ta thấy mấy năm nay ở thư viện thật ra chỉ có lâm thủ nhất ngươi là lén lén lút lút thay đổi lớn nhất lâm thủ nhất và trần bình an nhìn nhau đều nhớ tới người nào đó sau đó không hiểu sao lại cùng nhau cười sang sảng đây đại khái là thần giao cách cảm giữa bạn bè hai người đồng hương chuyện trò vui vẻ cùng nhau nhanh chân bước vào tàng thư lâu vô số đạo lý trên sách đang chờ bọn họ qua đó đọc rồi lấy đi bên kia trúc lâu lạc phách sơn từ đồng áo xanh mới và uống một bữa rượu tiễn đưa với bạn bè trong quán rượu trấn nhỏ nữ đồng váy hồng ngồi ở trên ghế trúc nhỏ gạm hạt dưa phát hiện hình như hắn có chút mất hứng nàng hỏi không uống tận hứng với huynh đệ ngự giang thủy thần kia của ngươi à hay là tiền rượu quá đắt từ đồng áo xanh đặt mông ngồi ở trên ghế trúc bên cạnh nàng hai tay chống cằm chuyện giang hồ ngươi không hiểu đâu nữ đồng váy hồng đưa tay qua đưa cho hắn một ít hạt dưa tiểu đồng áo xanh không từ chối trước đó vị ngự giang thủy thần hoàng đình quốc kia thuận lợi có được một miếng bài bình yên vô sự vô cùng đáng tiền thông qua tiểu đồng áo xanh sau đó thì thì có quan điệp cho phép từ lễ bộ của triều đình hoàng đình quốc rời khỏi hạt cảnh qua biên cảnh đại ly đến thăm lạc phách sơn tiểu đồng áo xanh cắn hạt dưa xong thì rên dầu dĩ vào đầu bứt tai một hồi sau đó thì bình tĩnh trở lại trong nháy mắt hai chân thẳng tắp không có tinh thần ngồi liệt trên ghế trúc chậm rãi nói giang hà chính thần chia ba sáu bảy cấp lúc uống rượu vị huynh đệ nói rằng trên đường gặp phải vị giang thần phẩm cấp cao nhất của sông thiếu phủ rất là hâm mộ bè muốn ta nói tốt vài câu với triều đình đại ly tính một vài nhánh sông lớn vào hạt cảnh hắn ngự giang vậy hắn có chuẩn bị tiền thần tiên quan hệ cho ngươi không không có nữ đồng váy hồng ánh mắt là lạ tiểu đồng áo xanh liếc mắt chừng nàng nổi nóng cũng không phải là huynh đệ ta lòng dạ ẹp hòi chính hắn đã nói rằng giữa huynh đệ bàn luận chuyện tiền bạc qua lại này thì không ra sao cả ta cảm thấy đúng là lẽ này bây giờ ta chỉ sầu não nên tiến vào cái miếu nào để thắp nhang đèn cho vị bồ tát nào thôi người cũng biết đó cái tên ngụy bách kia vẫn luôn không thích ta lần trước tìm hắn hắn vẫn luôn từ chối không có chút nghĩa khí hay tình nghĩa nào đỉnh núi nhà chúng ta có một sơn thần đầu vàng nói chuyện lại không được việc quận trường ngô diên huyện lệnh họ viên thì trước đó ta từng đụng chạm trái lại cái tên hứa nhập kia tên kiếm khách đưa cho chúng ta mỗi người một miếng bài bình an vô sự ấy ta cảm thấy có hy vọng chỉ là không tìm thấy hắn nữ đồng áo hồng cắn hạt dưa nhỏ giọng hỏi cho dù tìm được miếu người có tiền cung phụng kia không từ đồng áo xanh hơi không đủ tự tin cái tên hứa nhập kia không nhất định sẽ lấy tiền của ta người xem hứa nhập có quan hệ tốt với lão gia chúng ta như vậy có thể thu tiền của ta sao thật sự không được thì ta nợ trước sau đó lại vay tiền từ lão gia để trả cho hứa nhược làm vậy chắc được chứ ha nữ đồng vái đồng hiếm khi mới thấy nổi giận tức giận nói người bị sao vậy hả sao cứ mãi nghĩ đến tiền của lão gia thế tiểu đồng áo xanh lầm bầm một đồng tiền làm khó anh hùng có gì mà lạ đâu ai mà không có lúc nghèo túng hơn nữa không phải chỗ này của chúng ta tên là lạc phách sơn hay sao phải trách lão gia rồi chọn cái đỉnh núi như thế tiền lấy toàn điểm xấu nữ đồng áo hồng càng thêm tức giận chuyện này mà ngươi cũng có thể đổ lên người lão gia lương tâm của ngươi có phải cho chó ăn rồi hay không nếu là chuyện khác nàng dám nói chuyện với hắn như thế tiểu đồng áo xanh đã sớm nổi giận rồi nhưng hôm nay ngay cả chuyện nổi giận mà tiểu đồng áo xanh cũng không muốn làm không có sức làm ngay lúc này ngụy bách vốn một năm gần đây cực kỳ ít đến lạc phách sơn lại đang xuất hiện ở trên đường chậm rãi bước tới tiểu đồng áo xanh nhảy lên một cái chạy cấp tới nói vô cùng nịnh nọt ngụy đại chính thần sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nhà ta làm khách vậy đi đường có mệt không có muốn ngồi ghế trúc hay không ta xoa so vai bóp chân cho lão nhân ra ngươi nhé ngụy bách đưa tay đè đầu của tên này lại qua bên cạnh hóng mắt đi hai tay tiểu đồng áo xanh ôm lấy một ống tay áo của ngụy bách kết quả lại bị ngụy bách kéo đến hồ nước phía sau trúc lâu nữ đồng váy hồng lắc đầu thật sự là mất hết thể diện của lão gia mình ngụy bách ngồi xổm bên một cái ao nhỏ là nước trong vắt hạt giống kim liên kia đã bắt đầu đâm trồi tiểu đồng áo xanh ngồi xổm bên cạnh ngụy lão thần tiên ta thương lượng với ngươi chuyện này nhé ngụy bách chăm chú nhìn hạt giống vô cùng chân quý kia dù sao cũng là một trong những di vật mà trường giáo đạo ra vùi vào thiên hạ này. Đây cũng là căn nguyên của việc dù quốc phúc của thần Thủy Quốc cắt đất lâu như vậy rồi nhưng vẫn dẫu đất tơ còn liền, vận số chưa hết, càng là lý do để Ngụy Bách Hắn theo dõi vị chính thần Dương Hoa của sông Thiết Phù kia, là dương nghiệt thần linh còn sót lại của thần Thủy Quốc. Trong trận hạo kiếp năm đó, Ngụy Bách có thể chạy ra tìm đường sống, kéo dài hơi tàn đến nay, mãi đến khi một phát trở thành chính thần Bắc Nhạc của Đại Ly Vương Triều là do trong âm thầm tự có thiên ý. Đương nhiên, bản thân sự nhẫn nhịn của ngụy bách cũng cực kỳ quan trọng người không tự cứu thì trời không cứu nổi giọng điệu ngụy bách lạnh lùng một câu trực tiếp gạt đi chút lòng may mắn của tên này tên ngự giang thủy thần kia xem ngươi thành đồ ngốc làm đồ ngốc vui đến như vậy sao từ đồng áo xanh căm phận đứng dậy sau khi đi được mấy bước quay đầu thấy ngụy bách đang đưa lưng về mình bèn tay đấm chân đá lộn xộn một hồi với cái bóng lưng trướng mắt kia lúc này mới tranh thủ thời gian chạy xa trước khi ngụy bách rời khỏi lạc phách sơn ngồi đối diện cười nói với hai tên nhóc trên ghế trúc lão gia các ngươi sắp trở lại rồi ngụy bách nghênh ngang rời đi nữ đồng váy hồng nhảy cẫng lên chỉ là chẳng biết tại sao quay đầu phát hiện tiểu đồng áo xanh vốn nên vui sướng phấn chấn như nàng lại kinh ngạc ngồi trên ghế trúc sắc mặt hoảng hốt nàng nhỏ giọng hỏi sao vậy tiểu đồng áo xanh lẩm bẩm ngươi vốn đã là kẻ ngốc như vậy rồi kết quả bây giờ đến ta cũng bị ngụy bách nói là đồ ngốc ngươi nói lần này lão gia gặp chúng ta có thể nào sẽ thấy thất vọng hay không nữ đồng váy hồng thở phì phó đứng lên không còn để ý đến cái tên lòng lăng dạ thù này nữa cô đi bưng một thùng nước, cầm khăn lau, bắt đầu tỉ mỉ lau dọn chút lâu. Từ đồng áo xanh khom người, phồng má lên, hắn đã từng vô cùng ước mơ về một bức tranh. Đó chính là khi huynh đệ thủy thần ngự giang đến lạc phách sơn làm khách, có thể hắn sẽ thẳng thắn khí khái ngồi ở bên cạnh uống rượu, nhìn trần bình an và huynh đệ của mình gặp nhau hận muộn, dương huynh gọi đệ, nâng ly cạn chén. Nếu như vậy, hắn sẽ rất tự hào. Sau khi tiệc rượu tan, hắn có thể nói khoác với Trần Bình An rằng dấu vết giang hồ năm đó của mình ở chỗ ngự giang là quang cảnh bực nào khi cùng Trần Bình An trở về là cách sơn, nhưng lại mới phát hiện là hình như hơi khó. Tiểu đồng áo xanh hơi mất mát, cúi đầu nhìn thấy vỏ hạt dưa bên trên, hình như còn có mấy tên cá lọt lướt. Tiểu đồng áo xanh buồn bực ngán ngẩm chọn cái mà nhặt lên, bắt đầu ăn, hình như mùi vị ngon hơn bình thường một chút. Nữ đồng váy hồng đang lao cầu thang chúc trùng hợp thấy được màn này, kinh ngạc hỏi, người đã nghèo đến nước này sao? không phải là đã đưa tất cả vốn liếng cho huynh đệ thủy thần ngự giang vừa chứ tâm trạng của tiểu đồng áo xanh đã tốt lên không ít liếc mắt nhìn cô ta không có ngốc con dâu cũng không biết chừa chút tiền riêng à ta cũng không muốn trở thành gã ế như lão thôi đâu nhỏ tuổi không biết tiền chân quý ra thì phải ngoan ngoãn cô độc đạo lý này chờ đến khi lão ra chúng ta về nhà ta cũng muốn nói lên đấy tránh đi cho hắn vẫn thích làm thiện tài đồng tử kia ầm ầm một tiếng cả người tiểu đồng áo xanh bay về bên ngoài vách núi nữ đồng váy hồng vừa không cảm thấy kinh ngạc vừa không lo cho an nguy của hắn một con rắn dài màu xanh bỗng hiện thân cưỡi mây đạp gió sau đó trèo lên theo vách đá khôi phục thành bộ dạng của tiểu đồng áo xanh nghênh ngang bước vào trúc lâu lời thật thì khó nghe khó trách từ xưa trung thần lương tướng khó có kết thúc yên lành lại ầm ầm một tiếng từ đồng áo xanh lại bay rớt ra ngoài một lần nữa lần thứ hai hắn trở về đỉnh núi thì nhìn thấy một vị lão giả chân trần nho sam đứng ở lầu hai trúc lâu từ đồng áo xanh lập tức ồn ào nói lão thôi lần này ta không có nói gì lại đánh cho rơi xuống vách núi. Nữ đồng váy hồng đã lau chùi lan can ở lầu 2, có phần thắc mắc không hiểu. Lão nhân họ thôi mỉm cười nói, ngứa người thì cần ăn đòn để nhớ lâu. Nữ đồng váy hồng không thể nào phản bác, cho nên không định cầu xin cho tiểu đồng áo xanh nữa. Trên đường núi Lạc Phách Sơn, tiểu đồng áo xanh hùng hùng hổ hổ một đường chạy lên núi. Bên trên một đảo hoang ngoài biển gần trung thổ thần châu, hôm nay nam tử nho sam lại từ chối một vị khách tới thăm, để một vị học cung đại tế tử mạch á thánh ăn bế môn canh. Nếu là trước đó, dù là nam tử nho sam không bằng lòng mở cửa đến cùng cũng sẽ lộ mặt lần này thì trực tiếp gặp cũng không gặp vị học cung đại tế tử kia đành phải thất vọng rời đi sâu trong nội tâm khó tránh khỏi còn hơi lo sợ chẳng biết tại sao lần này vị người đọc sách kia lại thiếu tình người như thế nam tử nho sam vẫn đứng trong túp lều năm đó triệu diêu ở lại sách núi có đường hắn đứng ở một chỗ bên trong nó đang lật xem một quyển sách nhà nho tiện tay rút ra thánh nhân sáng tác quyển sách nhà nho này đã đứt văn mạch bởi vì tuổi còn trẻ cho đến chết trong dòng sông dài của thời gian không một chút dấu hiệu mà đệ tử lại không thể chân chính nắm lấy tinh túy của văn mạch không hơn trăm năm nhang khói văn vận cứ thế cắt đứt hắn đặt quyển sách xuống rời khỏi nhà tranh đi đến đỉnh núi tiếp tục đứng xa nhìn biển cả năm gió triệu diêu đến đây thế nào là bởi vì có một chút hồn phách còn sót lại che chở nếu không ngay cả một vị đại thiên sư khác họ của long hồ sơn và một vị học cung đại tế tử cũng phải gõ cửa trước mới có thể tiến vào sao chiêu diêu có thể nước chảy bầu trôi trùng hợp đến nơi này như vậy được hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía bờ sườn núi lúc trước triệu diêu ở nơi đó muốn xài bước đi ra đương nhiên là hắn không quan trọng chẳng qua lúc đó có hai nho sĩ trung niên hai hàng tóc mai trắng bạch nháy mắt với mình lúc này hắn mới lên tiếng khuyên ngăn triệu diêu sau khi triệu diêu rời khỏi hải đảo hắn từng có một cuộc đối thoại với nho sĩ đưa triệu diêu đến nơi này hắn hỏi đã để ý như vậy tại sao lại không hiện thân gặp hắn người kia nói tuổi triệu diêu còn nhỏ nhìn thấy ta hắn sẽ chỉ càng thêm áy náy có một vài khúc mắc cần chính hắn mở ra, đi một con đường xa hơn, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu thôi. Hắn hỏi, vậy tề tĩnh xuân ngươi không sợ là đến chết, triệu diêu cũng không hiểu suy nghĩ của ngươi sao. Từ chất triệu diêu không tệ, khai tông lập phái ở trung thổ thần châu không khó, chút vận số văn vận ngươi bóc từ trong bản mệnh của mình ra, chỉ lấy hạo nhiên chính khí thiên địa thuần túy nhất giấu ở trong đồ chặn giấy mộc long. Chờ ngày tâm cảnh của triệu diêu cây khô gặp mùa xuân lại sinh sôi, nhưng ngươi không sợ triệu diêu sẽ làm đồ cưới cho một văn mạch khác thậm chí là vì đạo gia hay sao tề tĩnh xuân đáp không sao học sinh của ta có thể sống là tốt rồi có kế thừa văn mạch của ta hay không thật ra không quan trọng bằng chuyện triệu diêu có thể ăn ổn học hỏi cả đời hắn cảm khái tề tĩnh xuân người thật đáng tiếc lúc ấy tề tĩnh xuân chỉ cười không nói giờ khắc này vị người đọc sách từng một kiếm bổ ra trung thổ của hoàng hà động thiên cảm thấy chi kỷ trên rời lại thiếu mất một người vân hà sơn bảo bình châu thái kim giản đã một mình chiếm lấy một tòa phủ đệ hôm nay ngồi ở trên bồ đoàn một mình tu đạo sau khi mở mắt thì đến một cái đài tầm mắt khoáng đạt để ngắm cảnh. Thái tiên tử mạnh mẽ tiến bước trên con đường tu đạo, tính nét càng lúc càng cô quạnh như là nhớ tới một vài chuyện, nở nụ cười. Năm đó có một người đọc sách mà cô hâm mộ kính trọng nhất, khi giao cho cô một bức tranh sông dài thời gian đầu tiên, đã làm một chuyện khiến Thái Kim Giản cảm thấy long trời lở đất. Vị nho sĩ thiên nhân trong mắt nàng, tề tiên sinh không chút tì vết vậy mà lại giống với một vị học sinh đang thỉnh giáo với tiên sinh, thành tâm hỏi nàng, nếu như người mang bức tranh này đến kiếm khí trường thành, có thể nào là vẽ dán thêm chân hay không trái lại trở thành không hay đến bây giờ thái kim giản còn nhớ rõ ràng tâm trạng lúc ấy quả thực không khác gì tu sĩ nguyên anh độ kiếp ngũ lôi oanh đỉnh thái kim giản sụ mặt dùng sức đanh mặt lại tề tĩnh xuân bất đắc dĩ nói muốn cười thì cứ việc cười đi cuối cùng thì thái kim giản cũng không cười ra mặt trái lại sâu trong nội tâm cô có chút đau lòng cô ngẩn ngơ nhìn vị tề tiên sinh kia sau khi lấy lại tinh thần thì thái kim giản cho ra đáp án của mình nếu không thích là mấy thứ này chưa chắc có tác dụng có phải vẽ rắn thêm chân hay không sẽ không còn quan trọng nữa nếu vốn dĩ đã có phần ưa thích khi nhìn vào nó nói không chừng sẽ càng thêm ưa thích lúc đó sau khi nghe được lời nói của thái kim giản xong dường như gánh nặng trên vai tề tiên sinh đã nhẹ đi nhiều lập tức nở nụ cười nụ cười ngay lúc đó của tề tiên sinh sẽ khiến thái kim giản cảm thấy hóa ra người nam nhân này dù học vấn có cao bao nhiêu thì vẫn còn ở tại nhân gian thái kim giản nằm sấp trên lan can cười nhau mắt lại rõ ràng là đang trông về phía xa nhưng thật ra cảnh sắc hùng vĩ bên ngoài đài ngắm cảnh lại không nằm trong đôi mắt cô. Lén thích một người nam nhân như thế, dù là biết rõ hắn sẽ không thích mình, Thái Kim Giản vẫn cảm thấy là một chuyện tốt đẹp nhất. Trên con đường tu hành, sau này dù trăm năm hay ngàn năm, Thái Kim Giản cũng sẽ nhớ về hắn trong thời khắc vốn vắng lặng, yên tĩnh tịch liêu. Trung bộ Bảo Bình Châu, một bến đỏ tiên ra giáp giới với biên cảnh phương nam của phương triều Chu Huỳnh. Liễu Thanh Sơn ôm một bầu rượu lớn ngồi ở bờ sông, uống từng ngụm rượu lớn. Liệu Bá kỳ biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ rằng lại nhanh hơn trong tưởng tượng của mình một chút. Đầu tiên là một trận xung đột với luyện khí sĩ, sau đó là tin dữ lớn hơn, có liên quan tới màn kịch nốn nháo của Thanh Loan Quốc. Cô túm lấy bầu rượu trong tay Liễu Thanh Sơn, trầm giọng nói, ta gần như chưa từng đọc sách, không nói được đạo lý gì, Huynh lại là người đọc sách, cho nên chưa hẳn sẽ nghe lời ta. Nhưng bất kể thế nào, ta hy vọng Huynh nhất định phải biết rõ một chuyện, vị nữ quan sư đao phòng Liễu Bá Kỳ này, một tay cầm bầu rượu, một tay đè lại bội đao kính thần bên hông nét mặt lộ rõ vẻ sắc bén dưới gầm trời này kẻ vừa ngu ngốc vừa xấu xa cực kỳ nhiều căn bản không liên quan gì đến chuyện bọn chúng đọc được bao nhiêu sách cả gặp phải một vài người tốt chuyện tốt là hận đến nghiến răng hoặc là chiếm lấy hoặc là hủy đi sau này nếu như huynh bằng lòng nói đạo lý của huynh với bọn chúng thì cứ nói chỉ là nếu cuối cùng nói không thông nữa thì để ta tới nói liễu thanh sơn chỉ mãi lắc đầu ra sức lắc đầu mấy chuyện này ta đã nghĩ rõ ràng hết rồi ta chỉ muốn biết rõ tại sao đại ca lại phải làm như vậy ta muốn nói đạo lý làm người với đại ca ta kính trọng nhất làm sao đây ta biết mình không bằng đại ca ở nhiều phương diện nhưng ta cũng chỉ muốn về nhà để nói với huynh ấy điều này có thể chứ lần đầu liễu bá kỳ lắc đầu trong mọi chuyện cô đều nghe theo liễu thanh phong duy chỉ có chuyện này là không chiều theo liễu thanh phong đừng có nói chuyện này nữa huynh vẫn nên nén nhịn lại đi liễu thanh sơn thì thào nói tại sao liễu bá kỳ nói nguyên nhân và đạo lý của chuyện này ta đều không rõ ta cũng không muốn vì khuyên huynh mà nói lung ta lung tung, nhưng ta biết bây giờ đại ca của huynh chắc chắn còn đau khổ hơn huynh nữa. nếu như huynh cảm thấy sát muối lên trên miệng vết thương của hắn sẽ khiến huynh vui sướng, thì huynh đi đi, ta không cản huynh, nhưng ta sẽ coi thường huynh. hóa ra liễu thanh sơn chỉ là một tên quát vô dụng, lòng dạ nhỏ hơn cả đàn bà. mặt liễu thanh sơn ngớ ra, liễu bá kỳ hơi thấp thỏm, hỏi gọn gàng rất khoát, có phải ta đã nói quá nặng lời hay không? liễu thanh sơn ngơ ngác nhìn cô hồi lâu, bỗng dưng mỉm cười nước mắt nước mũi chảy ra hắn đưa tay lao qua loa tạm tạm lúc này liễu bá kỳ mới trả bầu rượu lại cho liễu thanh sơn bây giờ có thể uống rồi liễu thanh sơn cũng không khách sáo nhận lấy bầu rượu uống một ngụm lớn hắn uống mãi đến khi ngồi ở bờ sông nôn khan liễu bá kỳ vỗ nhẹ nhẹ tấm lưng hắn nếu còn muốn uống nữa thì ta lại mua tới cho huynh liễu thanh sơn nhẹ nhàng lắc đầu cuối cùng dưới đôi mắt trừng trừng của vạn người liễu bá kỳ cõng liễu thanh sơn đi trên đường cái trên một con đường bên ngoài một huyện thanh thanh loan quốc mưa lớn qua đi thì con đường trở nên vô cùng lầy lội nước tích lại thành vũng lầy một chiếc xe ngựa mà phu xe là một lão nhân huyện nha thả tốc độ chậm lại sau một lát thì lại tăng tốc phó ngựa chạy tới huyện thành phương nghị phủ cùng ngồi trong xe với vị liễu huyện lệnh liếc mắt nhìn liễu thanh phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia phương nghị phủ là một trong hai người mà quốc sư thôi sàm bí mật điều đến thanh loan quốc bây giờ là huyện úy trên danh nghĩa nhưng thật ra lại là võ thư ký lang bên người của liễu thanh phong phòng ngừa ám sát bằng chuyện này là có thể thấy được thôi sàm coi trọng bực nào vị huyện lệnh của một nước nho nhỏ này vương nghị phủ biết rõ trên con đường sau lưng xe ngựa có mấy người phụ nữ và trẻ em đang bước đi khập khiễng vương nghị phủ cũng nhắm mắt lại vị đại tướng mất nước của vương triều lưu thị cuối cùng cũng bắt đầu có chút mong đợi sau này vị quan văn của thanh loan quốc này có thể bước đến vị trí cao thế nào ở triều đình đại ly bên cảnh phía bắc của vương triều chu huỳnh loạn tượng tràn lan trên một con đường núi có mấy vị tiên sư phổ điệp môn phái nhỏ giấu giếm cải trang thành dã tu núi sông họ đã sớm để mắt tới một đội xe quan lại chạy nạn về phía nam mã khổ huyền vừa lúc gặp phải một vị luyện khí sĩ trong đó đang túm lấy tóc của một phu nhân y phục lộng lẫy kéo bà từ trong xe ra ngoài nói là muốn thử tư vị của phu nhân quận trưởng ban đầu mã khổ huyền không muốn nhúng tay tiếp tục đi đường của mình kết quả lại bị một vị luyện khí sĩ cản trở mã khổ huyền bèn hai quyền đánh thừa sống thiếu chết người cuối cùng hoảng hốt chạy trốn mã khổ huyền không để ý đến luyện khí sĩ đáng thương còn lại nửa cái mạng kia bị mã khổ huyền một cước dẫm lên trên ngực Mã Khổ Huyền mỉm cười nói, người xấu là làm như thế sao? Làm người xấu rồi, tốt xấu cũng phải có chút tầm mắt chứ. Chuyện này còn cần ta dạy ngươi hay sao? Mã Khổ Huyền một cước đạp thùng xuyên qua lồng ngực người kia rồi tiếp tục đi đường. Nhưng không ngờ trong số người thân của vị phụ nhân quần áo xốc xét kia có một thiếu niên cảm thấy rất nhục nhã nên phẫn nộ chất vấn Mã Khổ Huyền vì sao không giết người cuối cùng. Đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Mã Khổ Huyền bèn một quyền đánh chết thiếu niên kia. Lúc này mới đi băng qua đoàn xe câm như hến, chỉ quẳng lại một câu, người ngốc phạm phải chuyện ngốc còn đáng chết hơn cả người xấu sau khi đi xa vị tu sĩ binh gia chân võ sơn kỳ hiện thân trong mày nói thiếu niên kia vô tri tội không đáng chết má khổ huyền cười nói lúc đầu lẽ ra tất cả mọi người sẽ phải chết chẳng lẽ không nên cảm ơn ta khó có được một lần hành nghiệp trượng nghĩa hay sao phụ nhân kia nằm sấp lên trên thi thể của con trai gào khóc bà ngập tràn cưu hận và sự e ngại với người trẻ tuổi điên cuồng xem mạng người như cỏ rác kia một phái tiên gia cách kinh thành đại ly gần nhất trường xuân cung canh phòng nghiêm ngặt hoàng tử tống hòa và mẫu thân của hắn đứng trên đỉnh núi cười hỏi hoàng thúc muốn soán vị sao không lâu sau tống hòa đã tự lắc đầu nói cũng không cần phải phiền toái như vậy chứ trực tiếp tạo một gia vụ ám sát không phải là được rồi hay sao tử sĩ đại tùy dư nghiệt của vương triều lưu thị đều không ổn à mẫu thân con đoán chừng lúc này đừng nói là biên quân đại ly cho dù là trên triều đình cũng có không ít người đang khuyến khích hoàng thúc đăng cơ phần lớn người hướng về con và mẫu thân đều là quan văn không được việc vị phụ nhân mất đi tất cả quyền thế ở đại ly kia mỉm cười nói hòa nhi đừng khinh thường hoàng thúc của con như vậy người ta dã tâm lớn không quá coi trọng một chiếc long ỉ tống hòa không tin tưởng cho lắm có coi trọng hay không là một chuyện phương triều thế tục ai mà ghét bỏ long ỉ cấn mông chứ phụ nhân an ủi cả triều đại ly lòng dân có thể dùng được tống hòa quay đầu qua lòng dân mẫu thân không phải người luôn nói thứ đó đều là sâu kiến ngu muội vô tri hay sao phụ nhân che miệng cười yêu kiều những lời thế này mẹ con chúng ta tâm sự không sao, nhưng ở những trường hợp khác, nhờ lấy là biết thì cứ biết, chứ không thể nói ra. Sau này chờ con làm cửu ngũ trí tôn quân lâm một châu, cũng phải học được cách giả ngu. Với vị hoàng thúc anh minh thần võ của con là như thế, với văn võ cả triều cũng là như thế. Tống Hòa hỏi, vậy với người trên núi thì sao? Phụ nhân đúng là hơi do dự. Tống Hòa nói, thật ra con cũng không rõ, tại sao phụ hoàng vẫn luôn muốn phân cao thấp với đám thần tiên kia, nếu con là luyện khí sĩ, nhất là người cảnh giới cao ai mà thích bị một quân chủ nhân gian vương viêu tay chân chứ, nếu như sau này con thật sự làm hoàng đế rồi nếu như con thay đổi quốc sách cố định người nói xem sẽ có nhiều thế lực tiên ra quy hàng với con ai nấy đều quay chung quanh long ý kia của con hay không nói không chừng con có thể mượn chuyện này dần dần ngăn cản được quốc sư và hoàng thúc phụ nhân mặc cung trang dáng người nhỏ bé lại cực kỳ lung linh động lòng người thở dài một hơi hòa nhi những lời nói ngốc nghếch thế này sau này đừng nói nữa tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ tống hỏa ồ một tiếng được thôi nghe mẫu thân là được phụ nhân nở nụ cười xinh đẹp, chuyện này thì Hòa Nhi rất khiến người ta thích, ngoan ngoãn nghe lời, cho nên mẹ con mọi chuyện cùng chung một lòng. Về phần chuyện khác kia, bà tận lực không để mình suy nghĩ nhiều tới. Long Tuyền Kiếm Tông, Nguyễn Tú đứng trong viện của mình, ăn bánh ngọt mua được từ trong ngõ Kỵ Long, một bên viện, gà con lớn lên thành gà mái, sinh ra một ổ gà con con, gà mái và gà con đều càng ngày càng nhiều. Con chó vườn thông minh thành tinh kia có dấu hiệu chiếm núi làm vua rồi, dương oai ở bên trong núi lớn phía tây may mà đã từng nếm trải đau khổ cho nên không dám làm càn quá mức thấy người giữa chợ là ngoan ngoãn cục đuôi ngay nguyễn tú ăn xong bánh ngọt rồi thì thu khăn theo lại vỗ vỗ tay vụt qua rồi biến mất đi đến cái vách đã có bốn chữ thiên khai thần tú không biết là ai khác ra nàng đi từ đỉnh vách đá xuống dưới đi đến bên dưới vách đá rồi lại trở về theo đường cũ hôm nay trần bình an mang theo lý bảo bình và bùi tiền đến kinh thành đại tùy dạo chơi thôi đông sơn đứng bên trong thư phòng của mình liếc mắt nhìn những cuốn sách tiên gia tùy tiện chất đống kia lại nhìn đống sách vở mà Trần Bình An mượn tới từ tàng thư lâu. Trên bàn sách còn có đạo khắc của Trần Bình An vào vài mảnh thẻ tre, đều là vì để thuận tiện trích ra những câu chữ bên trong mấy cuốn sách đó. Vẫn chưa cất đi Thôi Đông Sơn có chút vui vẻ, Lý Bảo Bình, Bùi Tiên và Lý Hoài xem nơi này như địa bàn của mình. Không phải là Trần Bình An không có dấu hiệu như thế hay sao, nhưng mà Thôi Đông Sơn hôm nay vẫn có chút tâm trạng không quá vui vẻ, vô duyên vô cớ, càng khiến Thôi Đông Sơn cảm thấy bất đắc dĩ. Những chuyện có thể làm, hắn đã âm thầm làm rồi nhưng vẫn có vẻ rất khó hắn bèn rời khỏi thư phòng đi đến hành lang trúc xanh bên kia ngồi xếp bằng xuống lòng bàn tay chống sàn nhà mỉm cười nhóc con ra đi sau đó thì thôi đông sơn đột nhiên nhấc tay áo lên một nhóc con bị túm ra ngoài đầu nó choáng váng người lung la lùng lay sau khi người thì hon hoa sen phát hiện là thôi đông sơn thì muốn chạy trốn về dưới mặt đất kết quả phát hiện dù nó nhảy nhót thế nào thì cũng không thể nào làm được bèn muốn chạy ra hành lang đến dân nhỏ bên kia thử coi sao chỉ là hình như đầu của nó đụng vào vách tường ngã lại chỗ hành lang thôi đông sơn cười ha ha đổ mốc người thì hon hoa sen ngồi ở trên mặt đất cúi đầu xuống thôi đông sơn nhìn nó là nhớ tới bản thân năm xưa cầu học đồng hành cùng một lão tú tài nghèo trong con hẻm nghèo tuy rằng khi đó mình không được coi là cao nhân gì nhưng thật ra cũng đã là một vị luyện khí sĩ nếu như không phải ngay từ đầu lão tú tài đã lập ra những quy củ dườm dà này hai sư đồ bọn họ sao phải sống thảm như vậy ngay cả cơm cũng ăn không đủ no sau đó cuối cùng có một ngày hắn muốn đi kiếm chút tiền về về phần có thể bị lão tú tài trục xuất sư môn dựa theo ước định hay không thì hắn không quan tâm người sống không thể bị nghẹn nước tiểu mà chết được chẳng qua khi hắn cầm lấy một túi bạc lớn quay về lão tú tài mặt không biểu cảm nói hai câu nói một câu là từ nay về sau không còn là sư đồ câu thứ hai là hy vọng rằng dù mớ bạc kia từ đâu tới đây nó cũng sẽ trở về chỗ đó bởi vì đống bạc này là tiền bất nghĩa của đệ tử ông nhưng từ đó về sau thôi xàm ngươi thích hãm hại lừa gạt hay là cướp bóc lão tú tài ông ngay cả đệ tử khai sơn cũng dạy không cho tốt này thì không xen vào nữa ông không có bản lĩnh lớn như vậy lúc đó thôi sàm trẻ tuổi giống như người tí hoan hoa sen này vậy buồn bực cúi đầu không nói lời nào có thể là tâm tính khác nhau nhưng điệu bộ đáng thương này lại không khác gì nhau cả thôi đông sơn nhớ thôi sàm trẻ tuổi kia không khóc quấy xin lão tú tài đừng đuổi hắn rời khỏi sư môn cũng chỉ nói hai câu bạc ta có thể trả lại chỗ cũ nhưng hy vọng được giữ lại hai nén bạc vốn là nợ nửa năm tiền cầu học coi như thanh toán xong xuôi Câu thứ hai là của Thôi Sàm trẻ tuổi nói với lão tú tài, cầm lấy chút bạc ấy đi mua mấy cái bút lông tốt hơn một chút, một cây bút trụi lủi còn không nỡ vứt, cho dù trong bụng có chút học vấn thì sao người có thể viết ra văn chương. Ngày đó, lão tú tài bảo Thôi Sàm chờ trong căn phòng chỉ có bốn bức tường. Lão tú tài rời khỏi phòng, sau khi lén thở dài một hơi trong một ngõ hẻm thì muối mặt mượn chút tiền từ một người hàng xóm, khiến người phụ nữ đanh đá vốn không ưa bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của ông mắng đến mức máu cho sối đầu, mỉa mai nói một đống lời khinh bỉ lão tú tài cũng không cãi lại, chỉ cười nhận lấy. Lão tú tài tốn sạch tất cả số tiền đi mua nửa con gà quay bọc giấy thấm dầu, nghênh ngang trở lại phòng, cũng không nhắc đến nửa câu về chuyện đổi thôi xàm đi, chỉ hỏi thôi xàm ngồi xuống ăn gà nướng. Hai người ngồi đối diện nhau ở cái bàn cũ mềm kia, thôi xàm ăn một hồi thì hỏi tại sao lão tú tài không ăn. Lão tú tài nói gần đây đau răng, không ăn nổi dầu mỡ. Thôi xàm trẻ tuổi tiếp tục cúi đầu ăn, hỏi lão tú tài kia, mượn tiền rồi có mua bút lông không? Lão tú tài vỗ bụng, nói là đều ở đây hết này, không chạy đi được, viết trễ một chút thì có sao đâu, còn có thể một hơi viết được nhiều văn chương hơn. Thật ra thôi xàm trẻ tuổi biết rõ rằng lão tú tài nghèo kiết hủ lậu nói năng hùng hồn chỉ vì muốn che giấu chuyện mình đói bụng đến mức kêu ủng ục. Cuối cùng, lão tú tài nhẹ giọng nói, tiểu xàm, nửa con gà quay này, tiên sinh cũng được, con cũng được, chúng ta chỉ có thể dùng tiền để mua. Nhưng chút học vấn lỗi thời trong bụng tiên sinh con cứ cầm lấy đi, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không cần phải bỏ tiền đương nhiên rằng thứ có được cũng không quá đáng tiền. Người đọc sách chúng ta, chỉ cần một ngày không chết đói thì vẫn phải sống đạo lý một ngày. Thật ra ngày hôm đó mới là lần đầu tiên thôi sàm rời khỏi mạch văn thánh, mặc dù chỉ chưa tới một canh giờ ngắn ngủi. Chỉ là sau này, sư đệ tả hữu và tề tĩnh xuân, tất cả môn sinh, đệ tử ký danh của văn thánh đều không biết rõ chuyện này. Thôi sàm không nói, lão tú tài cũng không nói. Hôm nay, thôi đông sơn dùng ngón tay dài gõ đầu của người tí hon hoa sen, mỉm cười nói, muốn kể trước chuyện nghiêm túc với ngươi có liên quan tới tiên sinh nhà ta ngươi có muốn nghe hay không nhóc con do dự hồi lâu sau mới gật đầu thôi đông sơn chậm rãi nói tiên sinh nhà ta có một đỉnh núi tên là lạc phách sơn bên kia có một hồ nước bên trong có một hạt giống kim liên vô cùng có thể là cơ duyên chứng đạo của ngươi ví dụ như trở thành con tình mị đầu tiên phá vỡ bình cảnh nguyên anh bước lên thượng nam cảnh ở bảo bình châu đến lúc đó lạc phách sơn cũng sẽ có được ích lợi từ chuyện này có thể thông qua nguyên ngưng tụ được lượng lớn linh khí và cơ duyên vững chắc trong chuyện tu hành có một vài cửa ải hẳn là tới trước thì được trước muộn rồi thì ngay cả cơ hội ngồi xổm ở hầm cầu cũng không có người thì hon hoa sen nháy mắt mấy cái sau đó giơ cánh tay lên nắm chặt nắm tay đại khái là để cổ vũ sĩ khí cho mình thôi đông sơn lại lắc đầu nhưng ta yêu cầu ngươi một chuyện và một ngày nào đó trong tương lai khi tiên sinh nhà ta không ở bên cạnh ngươi có người nói với ngươi mấy chuyện này ngươi lại cảm thấy mình đặc biệt không có tiền đồ cảm thấy hẳn nên làm một chút gì vì tiên sinh nhà ta thôi đông sơn trầm giọng nói thì đừng làm người thì hon hoa sen càng mơ hồ thôi đông sơn chỉ vào tim của mình sau đó chỉ vào nhóc con cười nói ngươi là chốn đào nguyên trong lòng tiên sinh nhà ta nhóc con nghiêng đầu thể hiện mình nghe không hiểu thôi đông sơn quay đầu nhìn về phía nơi cao cao hắn nhìn thấy được cảnh tượng tốt đẹp nhất trong cảm nhận của hắn ở mảnh đất trời này trên người ngươi ừ ít nhất cũng là một trong số những cảnh tượng ấy nói thế nào nhỉ ngươi giống như một đá hoa được kết lại khi tiên sinh nhà ta quay đầu nhìn lại tất cả những vất vả mà hắn đã phải gặp phải thuở thiếu thời hóa ra trên đời này hắn không cô đơn, cũng có một kẻ ngốc giống như hắn vậy, giống như đúc, sau đó rất là may mắn, hai người gặp nhau, thậm chí có một ngày, bởi vì thế đạo phức tạp, tiên sinh không thể làm gì để ngăn nó thay đổi, như vậy thì đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn chưa thay đổi, thì tiên sinh có thể hơi an tâm một chút, trẻ một chút, chậm một chút, thôi đông sơn thu tầm mắt lại, nhưng nếu ngươi làm theo lời ta nói, thì ngươi sẽ mất đi một cơ duyên to lớn, người tí hon hoa sen sức lắc đầu, giống như là đang nói, không sao đâu. Thôi Đông Sơn mỉm cười rực rỡ, người nghiêng về phía trước, đưa ngón út ra, vậy chúng ta ngoáo tay, người thì hon hoa sen chỉ có một tay nâng cánh tay lên, ngoéo tay với Thôi Đông Sơn, kích cỡ ngón tay của hai bên cách xa nhau, vô cùng thú vị, Thôi Đông Sơn vẫn luôn khom người, mỉm cười nói, ngoéo tay 100 năm không thay đổi, ừm, nếu có thể thì một ngàn năm một vạn năm đều không thay đổi, nhóc con ra sức gật đầu, Thôi Đông Sơn đột nhiên hung thần ác sát nói, nếu một ngày nào đó ngươi đổi ý, ta sẽ đánh chết ngươi, đặt ngươi lên trên một cái thớt gỗ, phập phập phập, cắt thành tám miếng, nấu canh húp, cho thêm hành tỏi, rắc thêm dầu muối. Nói được một nửa, Thôi Đông Sơn đã tự thấy vui vẻ rồi làm cái mặt quỷ, như là còn chưa đã hiền, hắn đưa hai tay ra kéo miệng, nhăn mũi, làm mặt quỷ. Người thì hon hoa sen cười khanh khách, dứt khoát nằm xuống mặt đất quơ tay quơ chân. Thôi Đông Sơn cũng thoải mái cười to, trong tháng năm dài đằng đẵng sau này, Lạc Phách Sơn vẫn còn có một con tinh mị nhỏ như thế, nó không buồn không lo, Người thơ hồn nhiên, dù sau này thành tựu của Trần Bình An có cao bao nhiêu mỗi lần ra cửa đi xa trở về quê nhà cũng sẽ ở chung với nhóc còn một khoảng thời gian nói vài lời tâm sự trong lòng vô cùng đơn giản có lẽ là nhận ra tâm cảnh trần bình an hơi phập phồng bất định nên mao tiểu đông không gọi trần bình an tới thư phòng mà lại là chọn vào một đêm dài vắng người không tiếng lật sách dẫn theo trần bình an đi dạo quanh thư viện vừa đi vừa trò chuyện dù sao mao tiểu đông xưa nay vẫn là như vậy bất luận là làm việc hay là dạy học dạy người đều khá nguyên tắc ta dạy ngươi học vấn trên sách nói ra đạo lý của bản thân học sinh thư viện cũng vậy tiểu sư đệ Trần Bình An cũng vậy, các ngươi trước hết cứ nghe đi, ta sẽ đưa ra kiến nghị, chưa hẳn thật sự thích hợp với ngươi, nhưng mà các ngươi ít nhất có thể mượn điều này để mở rộng tầm mắt. Trần Bình An liền cùng mau Tiểu Đông đi qua phu tử đường có treo hình vẽ ba vị thánh hiền, tàng thư lâu thi thoảng có lốm đa lốm đốm ánh nến sáng lên, từng gian học xá vang lên tiếng ngáy hoặc tiếng nói mớ. Cuối cùng hai người đi đến đỉnh Đông Hoa Sơn, cùng nhau quan sát cảnh đêm kinh thành đại tùy, chỗ giàu có xa hoa, đèn đuốc sáng trưng, liên miên thành vùng dường như từ khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được tiếng ca hát yến oang vọng đến từ nơi đó nơi bẩn hàn cũng có ánh trăng làm bạn cũng có củi gạo dầu muối trần bình an đột nhiên lên tiếng mau sân chủ ta đã suy nghĩ kỹ rồi luyện hóa năm món vật bản mạng kiếm đủ thuộc tình ngũ hành là để xây dựng lại cầu trường sinh nhưng mà ta cũng muốn luyện quyền cho thật giỏi dù sao luyện quyền cũng là luyện kiếm về phần có thể nuôi dưỡng ra được phi kiếm bản mạng của bản thân trở thành một kiếm tu hay không trước mắt không muốn nghĩ tới nó nữa vì vậy kế tiếp ngoại trừ một vài thiếu huyệt quan trọng có khả năng thích hợp ngũ hành để đặt vật bản mạng ta vẫn sẽ như trước đó để dành cho trong cơ thể một luồng chân khí võ phu thuần túy nuôi dưỡng ở mức cao nhất mao tiểu đông gật đầu nói nếu ngươi dự định như vậy thì ta cảm thấy cũng có thể thực hiện được về phần kết quả cuối cùng là tốt là xấu trước tiện tạm thời chớ hỏi thu hoạch chỉ hỏi cày cấy mà thôi trần bình an được một tiếng thật ra mao tiểu đông vẫn chưa nói toạc ra sở dĩ tán thành hành động lần này của trần bình an là do việc trần bình an chỉ sáng lập năm phủ đệ hai tay dâng phần đất còn dư cho luồng chân khí võ phu thuần túy thật ra đây không phải là một con đường chết thân người vốn là một tiểu thiên địa kỳ thật cũng có người gọi đó là động thiên phúc địa dưới kim đan tất cả khiếu huyệt phủ đệ mặc ngươi chăm sóc gầy dựng tốt thế nào cũng chỉ nằm ở phạm trù phúc địa kết thành kim đan mới chỉ lĩnh hội được sơ bộ về huyền diệu của động thiên tĩnh lư có một bộ điển tịch đạo gia đã nói rõ từ xưa tiết lộ thiên cơ động thất trong núi thông tới trời cao liên thông nhiều núi hộ ứng lẫn nhau thiên địa đồng khí hợp lại là một kết thành kim đan khách mới là người pha ta những lời này sở dĩ có thể thịnh hành thiên hạ được tất cả các luyện khí sĩ xem là tiêu chuẩn tất nhiên phải có nguồn gốc nền móng xa xưa mao tiểu đông không nói là vì chỉ cần trần bình an từng bước đi về phía trước sớm muộn đều có thể đi đến một bước kia nếu nói sớm bỗng nhiên một mộng cảnh tốt đẹp nhảy ra trái lại sẽ có khả năng làm dao động tâm cảnh trần bình an vốn thật vất và mới bình tâm lại được truyền đạo thụ nghiệp chưa bao giờ dễ dàng sao có thể không cực kỳ thận trọng mai rũa mỹ ngọc là phải từng đau một trừ bỏ tạp loạn, giữ lại tinh hoa, nhưng cũng cần phải tránh làm bị thương tới gân cốt thần khí, sao mà khó vậy, sao dám không cân nhắc đi cân nhắc lại, nói lui một bước, Trần Bình An đối xử với tiểu cô nương tên là Bùi Tiền kia, không phải cũng giống như vậy sao, chỉ có điều tạm thời Trần Bình An chưa tự nhận ra mà thôi, Mao Tiểu Đồng nói khẽ, về nhân tính bản ác mà tiên sinh đưa ra, những môn hạ đệ tử như chúng ta, năm xưa ai cũng có ngộ tính của riêng mình, có vài người khi thấy tiên sinh yên lặng, đã tự mình phủ định bản thân, cải huyền dịch điều có người trù trừ không tiến, tự hoài nghi bản thân, có người dùng điều này để mua danh chuộc tiếng, tầng bốc bản thân hành xử khác nhau, tự xưng muốn đi ngược lại số đông, tuyệt không hòa lẫn bản thân vào xu thế, kế thừa văn mạch của tiên sinh chúng ta, phàm trần nhiều loại người, nhân tâm nhiều, chi văn mạch gần như đã đoạn tuyệt của chúng ta, bên trong đã lạc cảnh tượng chúng sinh môn màu thượng vàng hạ cám, thử nghĩ xem, lễ thánh, a à thánh văn mạch của bọn họ, môn sinh khắp thiên hạ thực sự kia, vậy thì sẽ phức tạp như thế nào? Bà vai trần bình an bị mao tiểu đông vỗ nhẹ một cái gánh nặng đường xa a à. trần bình an cười khổ nói có tới hai vai mà mao tiểu đông cười ha ha nói cái này gọi là thấy người ta gánh không tốn sức người trên bờ trên nước ít trần bình an hiểu ý cười cười nửa câu đầu là châm ngôn của quê hương chẳng qua là khi hai người rơi xuống đất bùi tiền như mèo con im hơi lặng tiếng lý hoè lại thoải mái phát ra động tĩnh không nhỏ bùi tiền bực mình nói lý hoè ngươi làm sao vậy hả gây ra tiếng động lớn như vậy định khua chiêng cõ trống à đó gọi là đánh trận xa trường chứ không gọi là xâm nhập đầm rồng hang hồ bí mật ám sát đại ma đầu làm lại lý hoè tự biết mình đối lý nên cũng không cãi lại nhỏ giọng hỏi vậy làm sao chúng ta rời khỏi sân để đi ra bên ngoài bùi tiền trận mắt nói đi cửa chính dù sao lần này đã thất bại rồi hai người giờ đi từ cửa sân vốn không cài then lại quay trở ra tới con đường nhỏ bên ngoài tường sân nằm ở hành lang bên kia thôi đông sơn liếc mắt một cái bùi tiền cầm gậy leo núi trong tay thì thầm một câu lời thoại khai kịch ta là một người trong giang hồ thiết huyết tàn khốc. Lý Hoài học theo, ta là một sát thủ mang tấm lòng từ bi, ta giết người không chớp mắt, trên giang hồ ta gây nên những trận gió tanh mưa máu. Bùi tiền hơi bất mãn, lải nhảy nhiều như vậy làm gì chứ, trái lại sẽ làm khí thế bị yếu đi. Người xem trên sách những hiệp khách tiếng tăm lừng lẫy nhất kia, tên hiệu tối đa chỉ có bốn năm chữ, nhiều hơn thì giống ai chứ. Lý Hoài cảm thấy rất có lý, giả bộ như mình đang đội một chiếc đấu lạp, vừa học theo người nào đó thò tay đỡ lấy đấu lạp, một tay đỡ lấy kiếm trúc bên hông, ta là một sát thủ và kiếm khách có tấm lòng từ bi hai người trước sau leo lên đầu tường lần này hai người rơi xuống đất đều không xảy ra chút sơ suất nào sau đó bùi tiền cùng lý hòe một trước một sau lăn cù mèo mấy vòng trong sân đây là trình tự mà hai người họ đã lên kế sách từ trước bằng không thì cứ chảy thẳng lên bậc thang cho thôi đông sơn một đào một kiếm cả hai đều cảm thấy làm chuyện như vậy quá nhàm chán lăn xong rồi đứng dậy gión ra gión rén như mèo chạy lên bậc thang từng người đưa tay đè lên đào trúc cùng kiếm trúc bùi tiền đang muốn một đao chém chết đại ma đầu tiếng xấu vang danh giang hồ thình lình lý hoài hét lên một câu ma đầu màu chịu chết bùi tiền trong giây lát dừng bước lại quay đầu trợn mắt nhìn lý hoài thấy vậy lý hoài cũng ngây người ra sao á bùi tiền hỏi không phải ngươi là một sát thủ tới lui vô ảnh vô tung không để lại tên tuổi hay sao trước khi giết người thích khách sẽ lải nhãi như vậy sao lý hoài bừng tỉnh đại ngộ bùi tiền giậm chân một cái làm lại đi lý hoài xin lỗi không thôi hai người hồn nhiên không xem ma đầu kia ra gì hai người một lần nữa chạy về hướng cửa sân thôi đông sơn ngồi dậy bất đắc dĩ nói ta là một đại ma đầu khoanh tay chịu chết mà còn thấy mệt hơn so với các ngươi đi ra tới sân rồi bùi tiền dạy dỗ lý hoè ngươi còn làm ăn ẩu tả thì sau này ta sẽ không dẫn ngươi đi sông pha giang hồ nữa lý hoè cam đoan tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa bùi tiền đột nhiên hỏi hôm nay ta mới chỉ là đệ tử ký danh địa vị trong bang phái còn không bằng ngươi sau khi lập được nhiều công lao danh chấn giang hồ ngươi nói coi bảo binh tỷ tỷ có thể đề bạt ta làm tiểu đà chủ hay không lý hoè gật đầu nói chắc chắn là được nếu như lý bảo Bình thường phạt không phân mình thì cũng không sao hết ta sẽ nhường chức tiểu đà chủ lại cho ngươi ta làm phó trợ là được rồi bùi tiền làm ra vẻ nói không ngờ lý hoè ngươi võ nghệ bình thường nhưng lại là một hiệp khách thực thụ tràn đầy nhiệt tình lý hoè phản bác sát thủ kiếm khách kết quả hai đứa nhỏ mỗi người ăn chọn một cái cú đầu trễ thế này rồi còn chưa chịu đi ngủ ở đây làm gì đó hả bùi tiền vừa nhìn thấy là trần bình an lập tức đưa chân đạp lý hòe một cái lý hòe hào khí vượt mây nói là ta mời bùi tiền cùng ta đi trừ hại cho dân ám sát đại ma đầu thôi đông sơn trần bình an cười nói được rồi đại ma đầu sẽ giao cho đại hiệp khách võ công cái thế đối phó hai người các người hôm nay còn chưa làm xong việc của mình làm xong đi rồi tính tiếp bùi tiền lấy lại cây kiếm trúc nơi lý hòe rồi đi tới gian phòng bên hông để ngủ lúc trước nó vẫn luôn ngủ với lý bảo bình ở học xá chẳng qua hôm nay là ngoại lệ trần bình an dẫn theo lý hòe quay về học xá gặp một vị phu tử thư viện tuần tra ban đêm, trùng hợp thay lại là người quen, chính là người giữ cửa họ lương kia, một vị tu sĩ nguyên anh không tên tuổi. Trần Bình An bèn tìm cách giải vây cho Lý Hoè để tránh bị trách phạt. Lão phu tử rất dễ tính vốn không mấy để tâm đến chuyện này, còn kéo Trần Bình An lại nói chuyện phiếm thêm một lát. Lý Hoè cảm thấy được nở mày nở mặt chỉ hận không thể để tất cả mọi người trong thư viện nhìn thấy cảnh này. Sau đó hâm mộ hắn có được một người bạn như vậy. Sau khi Trần Bình An tạm biệt lão phu tử rồi sờ lên đầu Lý Hoè, nói một câu lý hoài lúc ấy nghe không rõ lời những chuyện thế này ta có thể làm nhưng ngươi không được có suy nghĩ mình cũng có thể thường xuyên làm vậy lý hoài nói yên tâm đi về sau ta sẽ chăm chỉ đọc sách trần bình an lại nói đọc sách có tốt hay không có ngộ tính hay không trong chuyện này thái độ đối với việc đọc sách sẽ quan trọng hơn rất lớn so với thành tựu của việc đọc sách khi đi trên con đường nhân sinh vì vậy khi lúc nhỏ phải nỗ lực học tập dẫu thế nào cũng không phải chuyện xấu về sau cho dù là không đi học không tiếp xúc nhiều với sách và thánh hiền nhưng khi ngươi đi làm những chuyện khác mà ngươi thích, vẫn giữ được thói quen nỗ lực hết sức mình. Lý Hoè cái hiểu cái không, Trần Bình An vừa đi vừa tiện tay vẽ ra một đường thẳng ngay trước mặt mình, nói cách khác, đây là con đường nhân sinh của mỗi người trong chúng ta, chân tướng, tất cả tâm tính, tâm cảnh và đạo lý, nhận thức của chúng ta đều không tự chủ được mà dựa sát vào con đường này, ngoại trừ phu tử và tiên sinh thư viện, đa số mọi người sẽ có một ngày trở nên càng lúc càng xa rời chuyện đọc sách, sách vở và đạo lý thánh hiền, nhưng mà thái độ, cách suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống có khả năng đã sớm tồn tại một con đường sau đó nhân sinh đều dựa theo đường lối này mà đi về phía trước thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ nhưng mà con đường này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sẽ đi theo chúng ta chọn đời trần bình an dẫn theo lý hòe quay về học giá gặp một vị phu tử thư viện tuần tra ban đêm trùng hợp thay lại là người quen chính là người giữ cửa họ lương kia một vị tu sĩ nguyên anh không tên tuổi trần bình an bèn tìm cách giải vây cho lý hòe để tránh bị trách phạt lão phu tử rất dễ tính vốn không mấy để tâm đến chuyện này còn kéo trần bình an lại nói chuyện phiếm thêm một lát lý hoè cảm thấy được nở mày nở mặt chỉ hận không thể để tất cả mọi người trong thư viện nhìn thấy cảnh này sau đó hâm mộ hắn có được một người bạn như vậy sau khi trần bình an tạm biệt lão phu tử rồi sờ lên đầu lý hoè nói một câu lý hoè lúc ấy nghe không rõ lời những chuyện thế này ta có thể làm những ngươi không được có suy nghĩ mình cũng có thể thường xuyên làm vậy lý hoè nói yên tâm đi về sau ta sẽ chăm chỉ đọc sách Trần Bình An lại nói, đọc sách có tốt hay không, có ngộ tính hay không, trong chuyện này, thái độ đối với việc đọc sách sẽ quan trọng hơn rất lớn so với thành tựu của việc đọc sách khi đi trên con đường nhân sinh. Vì vậy khi lúc nhỏ phải nỗ lực học tập, dẫu thế nào cũng không phải chuyện xấu, về sau cho dù là không đi học, không tiếp xúc nhiều với sách và thánh hiền, nhưng khi ngươi đi làm những chuyện khác mà ngươi thích, vẫn giữ được thói quen nỗ lực hết sức mình. Lý Hoè cái hiểu cái không, Trần Bình An vừa đi vừa tiện tay vẽ ra một đường thẳng ngay trước mặt mình, nói cách khác, đây là con đường nhân sinh của mỗi người trong chúng ta chân tướng tất cả tâm tính tâm cảnh và đạo lý nhận thức của chúng ta đều không tự chủ được mà dựa sát vào con đường này ngoại trừ phu tử và tiên sinh thư viện đa số mọi người sẽ có một ngày trở nên càng lúc càng xa rời chuyện đọc sách sách vở và đạo lý thánh hiền nhưng mà thái độ cách suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống có khả năng đã sớm tồn tại một con đường sau đó nhân sinh đều dựa theo đường lối này mà đi về phía trước thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ nhưng mà con đường này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sẽ đi theo chúng ta chọn đời sau đó trần bình an vẽ một vòng tròn ở đằng trước con đường kia ta từng đi con đường xa xôi hơn quen biết nhiều người hơn lại hiểu rõ tính cách của ngươi vì vậy ta có thể biện hộ với phu tử để ngươi không bị trách phạt tội đêm nay không tuân thủ nội quy cấm đi lại ngoài đường ban đêm nhưng mà bản thân ngươi thì không được bởi vì bây giờ tự do của ngươi nhỏ hơn rất nhiều so với ta ngươi còn chưa thể nào đi theo quy củ mà phân cao thấp bởi vì ngươi còn không hiểu quy củ chính thức lý hoài nhìn chằm chằm vào trần bình an đột nhiên vẻ mặt buồn rười rượi nghe thì không hiểu được bao nhiêu, nhưng mà ta sẽ cố gắng ghi nhớ thật kỹ. Trần Bình An, sao ta lại cảm thấy ngươi sắp phải rời khỏi thư viện nữa? Nghe như là đang giận dò di ngôn vậy. Hai người đi tới gần học xá của Lý Hòe, Trần Bình An tung một cước vào mông Lý Hòe, tức cười nói, cút đi. Lý Hòe bóp bóp mông đi đến cửa ra vào học xá, quay đầu nhìn lại. Trần Bình An còn đang đứng ở đó, phất phất tay với hắn. Luôn là như vậy, Trần Bình An trở lại sân nhà của Thôi Đông Sơn, Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ đều đang tu hành luyện khí sĩ một khi đi lên con đường tu đạo trước khi trên thân kim đan địa tiên thường thường chẳng phân biệt ngày đêm không phải do người tu hành không ngừng cự tuyệt hồng trần lòng thanh tịnh không hàm muốn nhiều trần bình an khẽ thở dài một tiếng bắt đầu luyện tập thiên địa thung trong sân trồng cây chuối mà đi lấy một hơi chân khí thuần túy ôn dưỡng lục phủ ngũ tạng kinh mạch và trăm xương truyền thuyết sau khi chen thân võ phu cảnh thứ bảy kim thân cảnh hành khí đã thuần thục có thể đạt tới cảnh giới tuyệt hảo không còn khí ra vào mũi nữa đến võ phu cảnh thứ 10, cũng chính là cảnh giới thuộc giai đoạn sau cùng của lão nhân họ thôi cùng với Lý Nhị, Tống Trường Kính, có thể chính thức tự trở thành tiểu thiên địa, như một vị thần viễn cổ đi đến nhân gian, người giỏi dùng khí, hút nước, có thể làm cho được nước sông ngược dòng, hút nước, đốt hồ nấu biển, cho dù có ở bên trong trận đại dịch thì vẫn không mảy may bị nhiễm, vạn tá bất xâm, chính là đạo lý này, Trần Bình An đột nhiên nhớ tới hành trình đến đảo Huyền Sơn, trên đường vô tình gặp được một nữ tử cao lớn, lúc ấy Trần Bình An nhãn lực nông cạn, không nhìn ra được nhiều môn đạo, hôm nay hồi tưởng lại rất có có khả năng cô ấy là một võ phu cảnh thứ 10, võ phu hợp đạo thiên địa quy nhất thôi đông sơn không có trong sân nhà này xuất hiện ở đỉnh núi đông hoa đứng chung một chỗ với mao tiểu đông thôi đông sơn nói một vài lời không được khách sáo luận dạy học truyền đạo so với tề tĩnh xuân thì ngươi kém xa ngươi chẳng qua là đang may may vá, vá vá mấy vách tường phòng ốc cửa sổ còn tề tĩnh xuân thì lại là đang giúp đỡ học sinh đệ tử xây dựng phòng ốc hiếm thấy có khi mao tiểu đông không đối chọi cay gắt với thôi đông sơn thôi đông sơn chậm rãi nói triệu diêu từ nhỏ không lo cơm áo thiên tư thông minh tính tình ôn hòa lương thiện phải dạy hắn buông bỏ một ít thứ lý giải khó khăn khốn khổ của thế đạo này mới thực sự hiểu được sự chân quý của sở học trong lòng của những thứ đang có trong tay tống tập tân bề ngoài có vẻ ương ngạnh cai góc kỳ thực nội tâm tự ti yếu mềm e sợ phải lấy học vấn pháp ra có phần gần gũi nhau ra để hắn có được nội tâm cường đại quy củ rõ ràng chuyện trị quốc cần phải phất bỏ tiểu thông minh mà lấy đại trí tuệ cũng không được rời nho ra quá xa đến cuối cùng vẫn phải đi theo đường chính. Mà tiên sinh nhà ta quen thói hai bàn tay trắng, nội tâm cực kỳ cứng rắn, nhưng lại không có chỗ dựa dẫm, vừa hay để cho người học được cầm lên một ít thứ, sau đó không ngừng đi đọc sách làm quen với người khác, sau đó đem những đạo lý bản thân không ngừng suy ngẫm trở thành hòn đá giữ cân bằng cho chiếc thuyền lá nhỏ vượt qua bể hồ. Cái này gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dạy học không phân biệt. Mao Tiểu Đông rốt cuộc mở miệng nói, ta không bằng Tề Tĩnh Xuân, ta không phủ nhận, nhưng đây không phải lý do ta không bằng thôi xàm ngươi. Thôi Đông Sơn cười nói, so sánh mình với loại người như ta, Mao Đại Sơn chủ ngươi không thấy khập khánh sao. Mao Tiểu Đông nhét nhét khóe miệng, không thèm nói. Thôi Đông Sơn cười ha hàn nói, lúc nào thì chính thức chen thân thượng nam cảnh, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần quà chúc mừng. Mao Tiểu Đông không muốn trả lời câu hỏi này, tâm trạng nặng nề, bên kiếm khí trưởng thành sẽ không xuất hiện vấn đề lớn chứ. Hiện tại chư tử bách ra sôi động như vậy, nhau nhau đánh cược từng phương triều thế tục của chín châu lục lớn, cực kỳ trái với lẽ thường, sau ta lại cảm thấy mao tiểu đông không nói tiếp nữa thôi đông sơn cảm khai nói hạo nhiên thiên hạ đều cảm thấy đám hình đồ đó chống cự yêu tộc là do chín châu lực lớn của chúng ta tập mãi thành thói quen cộng với đây là chức trách của kiếm tu là chuyện bình thường hiển nhiên về phần sự thật và kết quả như thế nào cứ mỏi mắt mong chờ đi mao tiểu đông quay đầu nhìn về phía hắn thôi đông sơn nhìn về phương xa thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu như ngươi là dương nhiệt yêu tộc còn sót lại ở hạo nhiên thiên hạ ngươi có muốn lá dụng về cội không nếu như ngươi quy định phạm vi hoạt động của di dân hình đồ có phải sẽ muốn xoay lưng lại, nói với hạo nhiên thiên hạ, những lời đã nín nhịn nhiều năm trong lòng mình. Mao Tiểu Đông cau mày nói, kiếm khí trường thành vẫn luôn có thánh nhân tam giáo tọa chấn. Thôi Đông Sơn nở nụ cười, không nói một tòa man hoang thiên hạ, cho dù là nửa tòa, chỉ cần băng lòng bệnh thành một sợi dây thường, băng lòng không tiếc trả giá đắt, đánh gục một tòa kiếm khí trường thành, án mất mấy châu lục của hạo nhiên thiên hạ, điều này rất khó sao. Mao Tiểu Đông nói, ta cảm thấy cũng không dễ dàng gì. Thôi Đông Sơn không phủ nhận, chỉ nói, lục xem sách sử nhiều thì sẽ rõ đáp án mao tiểu đông do dự một chút từ đảo huyền sơn đến nam bà sa châu gần nhất có một trần thuận an vai gánh nhật nguyệt thôi đông sơn chậm rãi nói trên sử sách cũng có một số người chết sớm lưu danh thiên cổ chết muộn để tiếng xấu muôn đời mao tiểu đông đang muốn nói cái gì đó nữa nhưng thôi đông sơn đã quay đầu lại cười nói với ông ta ta đang đứng đây nói hô nói vượn vậy mà ngươi tưởng là thật ư mao tiểu đông nói nếu như sự thật chứng minh ngươi chỉ đang nói hô nói vượn lúc ấy ta sẽ mời ngươi uống rượu Thôi Đông Sơn cười nói, không hổ là người đọc sách sắp chen thân ngọc phát cảnh, tu vi cao, lòng độ lượng cũng vì thế mà rộng lớn hơn. Mao Tiểu Đông đưa mắt nhìn lại, hạo nhiên thiên hạ, bản đồ bao la, khắp nơi trên các châu tất nhiên cũng có chiến loạn nổ ra, nhưng nhìn chung vẫn giống như kinh thành đại tùy, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Bọn nhỏ chỉ có thể đọc được trên sách vở về những cảnh tượng máu chảy thành sông, người chết đói ngàn dặm, những người lớn mỗi ngày đều đang tính toán chi ly củi gạo dầu muối, người đọc sách vất vả học hành, đều vì buổi sáng hãy còn là người cày ruộng, buổi tối đã bước vào chiều của vua. Rất nhiều người đã trở thành quan văn, dù là bị chảo lửa trốn quan trường biến mình thành con người khác hoàn toàn khi xưa, nhưng có đôi khi vào những đêm vắng người, ngồi xem sách vở, sẽ cảm thấy hổ thẹn với những gì Thánh Hiền dạy bảo, nghĩ tới những núi cao trăng sáng, đất trời sáng sủa kia. Thôi Đông Sơn nhìn đệ tử ký danh mà hắn chưa từng xem trọng trong văn thánh nhất mạch, đột nhiên kiễng gót chân, vỗ vỗ bà vai Mao Tiểu Đông, yên tâm đi, hạo nhiên thiên hạ cuối cùng còn có tiên sinh nhà ta, một tiểu sư đệ ống như ngươi, hơn nữa, vẫn còn trước thời gian, ví dụ như Tiểu Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, bọn nó rồi sẽ trưởng thành. Đúng rồi, có câu nói như thế nào nhỉ? Mao Tiểu Đông nói ra câu danh ngôn truyền thế của chính tiên sinh nhà mình, thanh xuất vu Lam, đi thắng vu Lam, thôi Đông Sơn ho khan một tiếng, thực không dám giấu giếm. Năm xưa lão tú tài có thể nói ra những lời này, có công rất lớn của ta, ta không ngại nói với ngươi về nguyên do xảy ra chuyện thú vị này. Lúc ấy ta với lão tú tài đi ngang qua một xưởng nhuộm, gặp được một vị tiểu nương tử dáng người yếu điệu thanh tú. Mao tiểu đông đưa tay tóm lấy bả vai thôi đông sơn, hất mạnh lên, tiện tay hất thôi đông sơn xuống dưới đỉnh đông hoa sơn, nổi giận mắng, tên khốn khiếp, nói hưu nói vượn mãi vẫn chưa đã kiền hay sao? Màn hoàng thiên hạ có ba mặt trăng lơ lửng trên không trung, một vực sâu cực lớn nhìn như giếng cổ, được tòa thiên hạ này vinh dự gọi là anh linh điện. Từng truyền nơi đây từng là di chỉ chiến trường vào thời đại viễn cổ khi một vị đại yêu lão tổ chiến lực thông thiên đại chiến với một tiểu đạo sĩ cưỡi châu tới từ phương xa tòa thiên hạ này đã miêu tả trận chiến sự kia vô cùng rung động tâm can đại yêu biết được sự thật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay trên thực tế trận đại chiến là có thật nhưng không phải giữa đại yêu và vị kia đạo sĩ cưỡi châu tới đây du lịch mà lại một trận chiến sự vô cùng thê thảm từ rất xa rất xưa rồi chẳng qua là khi đó có con đại yêu bối phận cực cao leo tới mấy ngàn năm rất vất vả mới có thể thoát khỏi xiềng xích trải qua trăm đắng ngàn cay leo ra khỏi đáy giếng, leo lên miệng giếng, lại bị đạo sĩ kia đứng ở miệng giếng, nhẹ nhàng đè một ngón tay xuống, đánh rơi về lại đáy giếng. Hôm nay trên không bốn vách tường giếng nước nơi này, có những chỗ ngồi cực lớn được xếp đặt thành một vòng, tổng cộng 14 chỗ, độ cao thấp của chỗ ngồi không bằng nhau. Có một đài cao như ngọn núi treo ngược vỡ nát lơ lửng trên không, cũng có chỗ tựa như một phần lầu gác làm bằng ngọc của thiên đình trong truyền thuyết tượng cổ, còn có thi hài cực lớn bay lơ lửng trong hư không vô tận có một vương tọa xương khô hùng vĩ được tạo thành từ núi xương trắng chất đống, có một đại yêu bạch cốt trắng mốt như ngọc, đang nâng chén uống rượu, lòng bàn chân đạp lên trên một chiếc đầu lâu, nhẹ nhàng lăn vê, có một thân cây tròn cao tới ngàn trượng, khắc phù văn cổ xưa, đứng sừng sững trong hư không, có trường sa màu đỏ tươi chiếm giữ, từng viên dao long chi châu ảm đạm không ánh sáng chậm rãi bay lượn vòng, một chiếc trường bào màu xám rách dưới, bên trong không có vật gì, phất phơ dù không có gió, một người thân hình cao lớn mặc kim giáp, đeo mặt nạ không ngừng có kim quang như nước chảy ra từ giữa những khe hở áo giáp như là một vầng mặt trời trói trang bị trói buộc giữa giếng sâu có một nữ từ đầu đội mũ miệng đế vương mặc long bào đen huyền đầu người thân dao chiếc đuôi dài miên man thòng xuống vực sâu vô số nữ tử nếu so với thân hình cực lớn của nàng thì chỉ bé bằng hạt cạo đang ôm tỉ bà dáng yêu kiều đai lưng nam màu bằng lụa quanh quẩn thân hình thướt tha của các nàng tới mấy trăm người nữ tử vô cùng buồn chán một tay chống cằm một tay đưa hai ngón tay bóp vỡ từng nữ tử tỷ bà một một đạo nhân mặc đạo bào trắng như tuyết không thấy rõ khuôn mặt thân cao ba trăm trượng so sánh với những hàng xóm ở những vương tọa còn lại thì vẫn lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé chẳng qua là sau lưng của hắn lại lấp ló một phần trăng khuyết có người khổng lồ hở ngực hở bụng ba đầu sáu tay xếp bằng ở một bồ đoàn làm từ một chồng sách màu vàng xếp thành trên lồng ngực có một vết thương nhìn thấy mà giật mình là do vị lão đại kiếm tiên ở kiếm khí trường thành kia một kiếm bổ ra đại yêu đang ngồi không có bất kỳ kẻ nào từng tham gia trận chém giết long trời lở đất ở kiếm khí trưởng thành kia tuyệt đại bộ phận tồn tại ẩn nấp đều là bị đánh thức trong lúc đang an nghỉ vô tận một phần nhỏ đã là thanh danh hiền hách ngàn vạn năm Sơn nay chưa từng để ý tới trận chiến sự ở kiếm khí trưởng thành kia một mực lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt hai con đại yêu lúc trước đến thập vạn đại sơn bái phòng lão mù kia đều không có tư cách chiếm được một chỗ ngồi ở nơi này 14 chỗ ngồi vây quanh chính giữa là một hòn đá lơ lửng khi bóng người một lão nhân chậm rãi xuất hiện ở giữa lại có hai con đại yêu viễn cổ vội vàng hiện thân giống như tuyệt đối không dám tới sau lão nhân lão nhân ngắm nhìn bốn phía còn thừa lại một chỗ ngồi trống không chỉ để một cây đào ở bên đó chỗ ngồi đó là chỗ ngồi xuất hiện mới nhất ở anh linh điện nơi vực sâu này cũng là phương tọa cao thứ ba trừ lão nhân ra lão nhân không nói gì thêm màn hoang thiên hạ này là nơi thực sự kính trọng cường giả hơn so với bất kỳ địa phương nào chủ nhân của cây đao kia đã từng cùng a lương của kiếm khí trường thành vụng trộm đánh nhau tới hai lần sinh tử đại chiến nhưng cũng từng xưng huynh gọi đệ uống rượu với nhau, từng trong lúc rảnh rỗi, chạy tới thập vạn đại sơn giúp lão mù khuân vác núi lớn. Sau vị trí của lão nhân là một vị trung niên mặc nho sam, ngồi nghiêm chỉnh, cũng không hiện ra chân thân yêu tộc, trông nhỏ như hạt cải. Vị trí của người này cao hơn so với thanh kiếm kia, bao gồm cả vị đại yêu nho sam kia. Tất cả đại yêu đang ngồi đều nhau nhau đứng dậy, thể hiện lòng kính trọng đối với lão nhân. Lão nhân nói, không cần chờ hắn, bắt đầu nghĩ sự đi. Lũ yêu lúc này mới chậm rãi ngồi xuống lão nhân nhìn về phía vị đại yêu nho sam kia lát nữa ngươi nói cái gì tất cả mọi người đang ngồi nơi đây sẽ làm theo ai không đồng ý ta sẽ thuyết phục hắn người nào đồng ý rồi sau đó đại yêu nho sam mỉm cười bổ sung bằng mặt không bằng lòng lão nhân gật đầu nói như vậy ta sẽ tự mình tìm hắn trò chuyện màn hoang thiên hạ một hán tử cao lớn đi theo phía sau thiếu niên trông như trẻ con đeo kiếm hán tử quần áo sạch sẽ chỉnh trang nhẹ nhàng thoải mái thiếu niên tập tĩnh đi theo phía sau quần áo tả tơi thiếu niên hai mắt khác nhau tại tòa thiên hạ này sẽ bị mỉa mai là tạp chủng tại tòa thiên địa rộng lớn đất đai càn cỗi trường khí mọc lan tràn này riêng việc có thể lấy hình tượng loài người để hành tẩu bốn phương đã là biểu tượng của sự cường đại hán tử này từng đánh một trận với a lương đánh qua một trận cũng từng uống rượu chung với nhau trên người thiếu niên quấn chặt một loại cơ quan của mặc xa tên là giá kiếm liếc nhìn lại sau khi chất đầy trường kiếm phía sau lưng thiếu niên trông như khổng tước xoài đuôi hạo nhiên thiên hạ trung thổ thần châu tào từ đến từ phương triều đại đoan bị bằng hữu lưu u châu lôi đi du lịch bốn phương tào từ chưa bao giờ đi tới võ miếu chỉ đi văn miếu trên đường du hành tay không tấc sắt chém yêu trường ma đập giết tà tu kim đan lưu u châu chỉ cần ở bên cạnh xem cuộc vui vỗ tay khen hay năm đó vào thời điểm đi qua cánh cửa nối kiếm khí trường thành và đảo huyền sơn tào từ đã phá cảnh trên thân cảnh thứ năm khi đi ngang qua một quốc gia nhỏ ở trung thổ đang luyện quyền giống như thường ngày mà thôi vậy mà lặng lẽ trên thân cảnh thứ sáu một thân võ vận nồng đậm trùng trùng điệp điệp tản mạn khắp nơi bốn phương một ngôi võ miếu gần đó bị tác động khiến lung lay muốn sập võ vận tiếp tục như nước lũ tôn trào dĩ nhiên cũng trực tiếp khiến cho võ vận quốc gia này lớn mạnh hơn gấp vô số lần thanh minh thiên hạ một thiếu niên bị thương trồng chất bị phẫn gần chết lên núi gõ trống trời sau khi thiên địa yên tĩnh một vị đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen cười tùng tìm xuất hiện ở bên cạnh thiếu niên thay mặt sư phụ nhận đệ tử khắp năm thành 12 lầu của tòa bạch ngọc kinh từ trên xuống dưới chấn động không thôi từ đó về sau đạo tổ có thêm một vị đệ tử quan môn bảo bình châu phương triều đại tùy thư viện sơn nhai hai tiểu cô nương bùi tiên và lý bảo bình ngồi ở trên cành cây cao nơi đỉnh núi cùng nhau đưa mắt nhìn về phía dưới gốc cây trần bình an đang luyện quyền sáng sớm ba ngày sau trần bình an muốn rời khỏi thư viện sơn nhai lý bảo bình phát hiện gần đây đám người lý hòe bùi tiên thường xuyên lén lút tụ tập cùng nhau ngay cả tiểu sư thúc cũng thường xuyên mất tích điều này làm cho lý bảo bình có chút mất mát sáng hôm nay lý bảo bình đến viện tử của thôi đông sơn muốn tiễn đưa tiểu sư thúc ngày hôm qua bùi tiền cũng không ngủ cùng cô nhưng mà mượn hiệp đao tường phu và tiểu hồ lô màu bạc của cô lý bảo bình phát hiện cả sân nhà không có một bóng người chẳng lẽ tiểu sư thúc lại lén lút ra đi rồi lý bảo bình xoay người đang muốn chạy vội xuống chân núi lại phát hiện thôi đông sơn vừa ngáp vừa đi tới từ hướng đường nhỏ lý bảo bình dậm chân tại chỗ để sẵn sàng có thể bay đi như mũi tên vô cùng lo lắng hỏi tiểu sư thúc đâu đi được bao lâu rồi thôi đông sơn lộ vẻ mặt ngơ ngác đi từ lâu rồi mà nửa đêm hôm qua ngươi không biết sao Lý Bảo Bình lập tức dừng bước chân, cả khuôn mặt đều tròn trĩnh, chỉ có cái cằm hơi nhọn đang trở nên nhăn nhó. Thôi Đông Sơn cảm thán một tiếng, vừa thấy tiểu cô nương sắp khóc, vội vàng an ủi, đừng suy nghĩ lung tung, chắc chắn là tiên sinh nhạt ta sợ nhìn thấy vẻ mặt của người hiện tại, lần trước không phải cũng vậy sao, tiểu sư thúc của người rõ ràng đã thay bộ đồ mới áo mới giày mới, hình như cũng không phải đi thư viện, lúc ấy chỉ có ta và hắn, cẩn thận nhìn mỗi bước đi của tiên sinh, Lý Bảo Bình vẫn còn sụt xịt. Thôi Đông Sơn thử hỏi, hay là ta cùng ngươi đi ra bờ hồ giải sầu, tâm sự về tiên sinh nhà ta. Lý Bảo Bình nghĩ một hồi, gật gật đầu, hai người đi về phía hồ, trời mới tờ mờ sáng, bốn phía vắng lặng, nếu là dĩ vãng, lúc này sẽ có một ít học sinh thư viện ở chỗ này đọc diễn cảm thơ thánh hiền, hôm nay có vẻ phá lệ yên tĩnh. Thôi Đông Sơn dẫn theo Lý Bảo Bình đi đến một cái đài cao bên hồ, Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi, Tiểu Bảo Bình, ta cảm thấy tiểu sư thúc của ngươi không từ mà biệt, thật không ra gì, yên tâm, chỉ cần ngươi không nhận tiểu sư thúc này, ta sẽ theo ngươi, không nhận tiên sinh này nữa ngươi nói xem có phải ta sống rất nghĩa khí không nào lý bảo bình trợn mắt nói ngươi nói cái gì đó trên đời này chỉ có tiểu sư thúc không cần lý bảo bình không có lý bảo bình không cần tiểu sư thúc thôi đông sơn ra vẻ giật mình ồ một tiếng kéo thật dài âm cuối ra là vậy à thôi đông sơn búng tay một cái đường nhỏ bốn phía bên hồ nước chợt sáng lên một quầng sáng màu vàng là toàn lôi trì được thanh phi kiếm tiên nhân có tua dua kiếm màu vàng kim vẽ thành giờ phút này thôi đông sơn thu hồi một bộ phận thuật che mắt trong đó chỉ thấy lý hoài bỗng nhiên hiện thân ở trên đường nhỏ xa xa bên hồ chỉ thấy người này tay dắt bạch lộc học theo người nào đó đội mũ rộng vành đeo tường phù dắt hiệp đao bên hông lại có một chiếc hồ lô nhỏ màu bạc lý bảo binh ngần người lý hoài đi được một đoạn đường cao giọng nói lý hoài ta bế quan ba ngày rốt cuộc học thành một thân võ nghệ lần này xuống núi sông sáo giang hồ nhất định phải lĩnh giáo năng lực các hào kiệt năm châu bốn bể một phen mới được thôi đông sơn lại búng tay một cái chỉ thấy trên đài cao cách đó không xa xuất hiện hai bóng người chu liễm và thạch nhu đáng thương sắm vai giặc cướp giữa đường đang đánh tơi bời hai vị thư sinh yếu đuối vu lộc cùng lâm thủ nhất lý hòe lớn tiếng nói dừng tay chu liễm ngăn lại đường đi của lý hòe hét lớn một tiếng người muốn đi qua phải trả phí cầu đường giao tiền mua mạng ra đây lý hòe cười ha hả đám tiểu tặc hại dân hại nước kia vậy mà dám đánh cướp lý đại hiệp ta hôm nay ta cũng muốn hành hiệp trượng nghĩa một lần các ngươi có bản lĩnh thì tới lấy tiền đi chu liễm di chuyển bằng một loạt bước chân tựa như thần công lăng ba vi bộ rất có phong thái của đại cao thủ võ lâm từng quyền nối tiếp nhau đánh trúng ngực lý hoè nhưng lý hoè lù lù bất động còn ngửa mặt lên trời cười to chu liễm tự như bị sét đánh chấn động không thôi thân thể giống như cái sảng dây run run mở miệng nói vị thiếu hiệp này nội lực thật thâm hậu sau đó bay ngược ra ngoài run rẩy mấy cái đại khái xem như đã chết không khác gì đám tiểu lâu la trong du hiệp diễn nghĩa có thể nói một câu như vậy trước mặt đại hiệp đã coi như sống lôi rồi thạch nhu nhanh chóng xông tới một trưởng đập về phía lý hoè lý hoè vung tay lên cười ha hả nói cốt ngay thạch nhu giống như bị cương khí gây thương tích xoay tròn vài vòng ngay giữa không trung rơi xuống nơi xa nằm úp sấp ở trên đất nâng lên một tay chỉ hướng lý hoè cô nén xấu hổ và bi phẫn trong lòng rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào trên giang hồ chưa từng nghe nói cao thủ sâu không lường được như ngươi lý Hòe vươn một bàn tay dựng ở trước ngực học theo lời nói của hòa thượng thật có lỗi chỉ là võ công của ta quá cao khó lòng không chế được sức mạnh lý hoài thu hồi động tác đi tới phụ cận đài cao nhìn quanh bốn phía nhược kỹ ta chính là tổng đà long tuyển quận phân đà đông hoa sơn đa chủ học xá tiểu đà lý hoài được người trong giang hồ đặt danh hiệu là lý đại hiệp quyền cước song tuyệt hai đấm vô địch thủ hai chân đạp núi cao tổng đà chủ của chúng ta là minh chủ võ lâm uy trấn thiên hạ lý bảo bình lý bảo bình đặt hai tay trước ngực nhẹ nhàng gật đầu thôi đông sơn búng tay một cái lý hoè bạch lộc cùng chu liễm thạch nhu còn có phu lộc lâm thủ nhất đều biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, kế tiếp chỉ thấy Vu Lộc và Tạ Tạ xuất hiện ở hai bên trái phải hai bên hồ, một người đứng thổi sáo, một người ngồi đánh đàn, như là thần tiên hiệp lữ trên giang hồ, tiếng sáo yếu ớt, tiếng đàn du dương, ngày càng sục sôi chi khí. Chỗ đài cao đối diện với Lý Bảo Bình ở mặt hồ bên kia, sau khi Thôi Đông Sơn mỉm cười, có một bóng người đen gầy xuất hiện, đang chạy như điên, lấy gậy đi đường chống đỡ ở dưới, nhảy lên cao sông vào trong hồ, đang ở trên không trung mà hai tay rút ra đao trúc kiếm trúc hai bên hông thân hình xoay tròn rơi xuống đất, có hình có thế, vô cùng khí phách. Mỗi lần bùi tiền rơi xuống mặt hồ, dưới chân sẽ xuất hiện một đóa hoa màu vàng, cho nên không cần lo lắng rơi xuống nước. Đầu tiên bùi tiền lấy đao trúc biểu diễn một hồi chiêu thức bạch viên tha đao, sau đó khí thế lên cao, cuồn cuộn như rồng như hổ, một đường thẳng tắp. Sau khi chạy đi hơn 10 trượng liền nhìn về phía đài cao bên thôi đông sơn hét lớn một tiếng, chém ra một đao, sau đó mũi chân chạm đất, dẫm nát đóa hoa màu vàng thôi đông sơn hỗ trợ khống chế mà thành thân hình đột nhiên chuyển động thu hồi đao trúc về bên hông rơi xuống đất sau sử dụng phong ba kiếm pháp cô tự nghĩ ra tiếp tục chạy như điên về phía trước vì tương lai có thể đánh được những con cầu hung hăng nhất bùi tiền cảm thấy mình phải cố gắng tập võ có tuyệt học độc môn này nàng cảm thấy thiên hạ vô song một bộ kiếm pháp này bùi tiền luyện đến mức vui sướng sảng khoái chiêu thức liền mạch lưu loát đứng vững bước chân thu hồi kiếm trúc bùi tiền đứng trên mặt hồ còn cách đài cao chừng bảy tám trượng cổ tay vung lên đột nhiên biến ra chiếc hồ lô nhỏ giơ cao lên lớn tiếng nói, giang hồ không có gì hay, chắc chỉ còn có rượu, rượu đâu, đến đây, ai tới uống chung với ta một bình rượu giang hồ này. Thôi Đông Sơn cười sảng khoái, tay áo bay trong gió, hướng về phía bùi tiền, hai tay lần lượt một tay vươn ra, một tay bắn chỉ, vừa bắt lấy chiếc hồ lô nhỏ màu bạc trong tay, vừa lấy ra từ hồ nước hai luồng thủy vận tinh hoa làm rượu, một luồng quanh quẩn hồ lô dưỡng kiếm màu bạc, một luồng phiêu đãng về phía bốn phía bùi tiền đang cầm hồ lô trong tay, hai người đứng cạnh nhau, một lớn một nhỏ, bày ra vẻ ngửa đầu uống rượu, sau đó Thôi Đông Sơn và Bùi Tiên giống như đã diễn luyện vô số lần, bắt đầu say rượu lảo đảo, lắc lư một hồi, sau đó hai người đi ngang giống như con cua, cùng mở ra hai tay, tay áo cuồn cuộn như nổi sóng, cuối cùng hai người học theo tiểu cô nương váy đỏ, dẫm chân tại chỗ, bật tung nhảy nhót. Tình huống này làm Lý Bảo Bình đang đứng trên đài cao xem một mình cười toe toét. Thôi Đông Sơn bỗng nhiên ngồi xuống, tay áo phấp phới trong gió, không biết lấy đâu ra một chiếc trống cổ, bắt đầu vừa đánh lên nó làm nhịp vừa ca hát là bài ca giao ăn đậu phụ mà Trần Bình An và Bùi Tiền cải biên từ một bài hát thôn quê cổ xưa của Long Tuyền quận. Thôi Đông Sơn hát vang, tiểu nhị tiểu nhị, ta đọc chút sách, biết được nhiều chữ, một bụng học vấn, bán đi không được mấy văn tiền. Bùi Tiền đã thu lại hồ lô, ướn ngực ngẩng cao đầu, đi vòng quanh Thôi Đông Sơn, đậu phụ ăn ngon nhưng không mua nổi. Trên núi có yêu quái quỷ quái, đầm giang hà có thủy quỷ, sợ tới mức quay đầu nhìn lại thì đã xa nhà thật nhiều năm, làm ta sợ tới mức phải tranh thủ thời gian ăn một miếng đậu phụ tiểu cô nương nhà ai, trên thân có mùi hoa lan, vì sao nước mắt ngập mặt, ngươi nói xem có đáng thương không, ăn đậu phụ đi, mùi đậu phụ và hoa lan giống nhau, thử hỏi phu tử tiên sinh phải làm sao bây giờ, trên nhánh cây có một con diều nhỏ phơi nắng, trèo cây hái xuống con diều nhỏ, con về nhà ăn đậu phụ, thiếu niên tu hành đắc đạo thắp hương trước mộ, xương cốt con cháu đã trăm năm, ngươi nói xem có buồn cười không, đây là thôi đông sơn đang nói nhảm, bùi tiền liền ngẩn người, dù sao cũng mặc kệ, thuận miệng bị chuyện, ôi rốt cục đậu phụ để cho ai ăn ngươi giảng cái lý của ngươi ta có nắm đấm của ta giang hồ đều hỗn loạn ân oán đến khi nào thôi đông sơn còn đang bóp méo ca dao lung tung bùi tiền lại làm bộ như kẻ ham rượu lắc lư trái phải đậu phụ nhắm rượu ta vừa ăn no vừa không sợ khát chuyện giang hồ đều không còn quan trọng thời gian đều nói thần tin sung sướng ta thấy trên núi không có gì vui vẻ bùi tiền trợn mắt nhìn về phía thôi đông sơn ồn ào ngâm nga ngươi còn như vậy ngay cả đậu phụ ta cũng ăn no Thôi Đông Sơn không còn gây khó xử cho Bùi Tiền, đứng lên hỏi đã đậu phụ cũng đã uống rượu rồi kiếm tiền đâu? Bùi Tiền cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại đúng vậy rượu đã có kiếm tiền ở đâu? Hai người nhìn về phía đài cao, chăm miệng một lời kêu một tiếng thử xem. Lý Bảo Bình hít sâu một hơi, cất cao giọng nói tiểu sư thúc. Thôi Đông Sơn búng tay một cái, tất cả đám người Lý Hoài hiện ra thân hình, mọi người đều nhìn về phía đỉnh Đông Hoa Sơn. Lý Bảo Bình cũng quay đầu nhìn lại một bóng người trắng như tuyết đi xuống từ đỉnh núi khi thế như cầu vồng dừng ở phía trên mặt hồ một thân pháp bào kim lệ phiêu đắng theo gió như một vị tiên nhân áo trắng đứng ở trước mặt trần bình an không đeo thanh kiếm tiên trên lưng chỉ có bên hông treo một chiếc hồ lô dưỡng kiếm trần bình an rỗi tay ra thôi đông sơn lấy ra một thanh trường kiếm hai ngón tay chỉ vào nó học theo cách nói của lý bảo bình người đi đi trường kiếm ra khỏi vỏ vạch phá bầu trời trần bình an đưa tay cầm mũi kiếm vẽ hình vòng cung sau khi cầm kiếm một cách thả lỏng hai ngón tay khép lại trước mặt, kết thành kiếm quyết, cười vang nói thế gian đều nói tuyết động làm lương thực, mai gạch làm kính, là đứa ngốc, ta càng muốn làm ngược ý trời, gặp tường phá tường, uống cạn rượu giang hồ, biết được chân lý thế gian, mỗi lần vung kiếm nối đôi nhau, lần sau nhanh hơn lần trước, nhất định sẽ có một ngày, chém ra một kiếm, đó chính là lưỡi kiếm phong lưu khoái hoạt hạng nhất thiên hạ. Trần Bình An bắt đầu như chuồn chuồn lướt nước, đi trên mặt hồ, kiếm trong tay di chuyển như ý, như gió quét lá rừng, thân hình lúc quẹo phải, lúc bước trái, tay phải cầm kiếm chuyển động theo thân, mắt đi theo kiếm, chờ chân phải khom lại, kiếm hướng về phía họa cung, ánh mắt sắc bén, tiên nhân vén áo kiếm xuất hỏi vỏ, nhân thế hái kiếm họa hình cung, hình thái mặt mày xem kiếm nhọn, bên trên mũi kiếm có giang sơn, Trần Bình An sải bước mà đi, trường kiếm theo thân, kiếm ý liên miên, có nhanh có chậm, có lúc đột nhiên ngừng lại, dung cổ tay mũi kiếm chỉ lên trên, mũi kiếm phát sáng phun trào như bạch mãng phun độc, sau đó trường kiếm rời tay, lại như chim nhỏ nép vào người nhiều lần bay nhào uốn lượn trần bình an lấy tinh khí thần và quyền ý tự nhiên mà thành đi cọc sáu bước về phía trước phi kiếm cũng dừng lại theo trần bình an đi cọc một quyền cuối cùng vừa vặn nện mạnh lên chuôi kiếm phi kiếm lượn vòng trước người trần bình an kiếm quang lưu chuyển không ngừng như một vầng trăng sáng chiếu trên mặt hồ trần bình an giơ một tay hai ngón tay chuẩn xác lướt qua chuôi kiếm tay áo vung về phía sau phi kiếm bay vút đi hơn 10 trượng theo di chuyển chậm rãi của trần bình an phi kiếm vẽ ra từng vòng tròn từ nhỏ đến lớn chiếu rọi cả hồ lớn dạng giữa tỏa sáng, kiếm khí dày đặc, đêm dạo thủy thần miếu, ngày thăm thành hoàng các, một chiếc thuyền con trên giao long câu, tiên nhân đeo kiếm như bảy binh bố trận, thế nhân đều nói đạo lý vô dụng, ta lại nói trong sách tự có kiếm tiên ý, mỗi chữ đều giấu kiếm quang, để cho thánh hiền thấy ta một kiếm dài, khí sung động ngưu, Lý Bảo Bình ra sức vỗ tay, vẻ mặt đỏ bừng, Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm ra, tiện tay ném đi, đưa tay ngự kiếm nơi tay, một kiếm đánh ra, mũi kiếm vừa vặn đáp ngay hồ lô rượu đúng là cách phung kiếm càng thêm thuần thục và dễ dàng hơn so với bộ phong ma kiếm pháp của bùi tiền nhưng mà mặc kệ xuất kiếm như thế nào hồ lô dưỡng kiếm trước sau đều đứng ở mũi kiếm không chút rất mẻ trần bình an cũng không biết thôi đông sơn sớm đã thu hồi lô chi được tạo thành từ kiếm khí màu vàng người ngoài tuy không thể nghe được lời nói nhưng rất nhiều người trong thư viện lại có thể thấy được phong thái dùng kiếm của hắn đoàn người đứng ở cửa thư viện trần bình an đeo trên lưng kiếm tiên cùng dương trúc lớn bùi tiền thì mang tay này cầm gậy chống chuyên dành để đi đường núi lưng đeo đao kiếm bắt chéo nhau chu liễm và thạch nhu đứng ở một bên lý Hoè nói nhỏ một phen với bùi tiền hứa hẹn sau này nhất định phải cùng nhau xông pha giang hồ rồi nhẹ giọng nói với trần bình an đến quận long tuyền nhớ hãy giúp ta trông chừng nhà ta trần bình an gật đầu cười nói không thành vấn đề sau đó nói với đám người lý bảo bình và lâm thủ nhất lý hoè các ngươi đi học đi không cần đưa tiễn đã trì hoãn không ít thời gian rồi đoán chừng về sau các phu tử sẽ không thích thú gì khi nhìn thấy ta Lý Bảo Bình không khăng khăng đòi đưa tiểu sư thúc đến cửa lớn kinh thành đại tùy, chỉ gật gật đầu, tiểu sư thúc đi đường cẩn thận, Trần Bình An cho đầu của nàng, tiểu sư thúc còn cần ngươi dạy à? Lý Bảo Bình nhuyễn miệng cười, Trần Bình An chắp tay cáo biệt với Mao Tiểu Đông, Mao Tiểu Đông gật đầu thăm hỏi, vuốt râu mà cười, về sau nhớ thường xuyên ghé chơi. Tiếp theo là Thôi Đông Sơn nói muốn đưa tiên sinh đến cuối con đường cỏ tranh, Bùi Tiền và Bảo Bình tỷ tỷ cũng im lặng nói nhỏ với nhau, hai cái đầu kề sát lại, cuối cùng Bùi Tiền mặt mày hớn hở, hắc hắc, chức vị tiểu đà chủ đã đạt được rồi. Trần Bình An và Thôi Đông Sơn chậm rãi bước đi, đi thẳng ra con đường quẹo vào đường phố cỏ tranh, về sau ở cuối phố cỏ tranh, Thôi Đông Sơn rốt cuộc dừng bước, mở miệng nói, tiên sinh ta không cảm thấy thế gian hôm nay trở nên tệ hơn ngày trước, trên núi ngày càng nhiều người tu đạo, dưới núi cũng ngày càng nhiều người có cơm no áo ấm, tiên sinh cảm thấy thế nào? Trần Bình An gật đầu nói, đúng là như vậy, Thôi Đông Sơn ngẳng đầu, nhìn phía bầu trời, lẩm bẩm nói, nhưng mà không thể phủ nhận, ngọn núi cao mọc lên từ đại địa, giống như những thanh kiếm chĩa thẳng về phía trời xanh, trải qua trăm năm ngàn năm, số lần chúng xuất hiện quả thật càng ngày càng ít, cho nên ta hy vọng toàn bộ thăng trầm của chúng ta sẽ không trở thành tiếng mổ ngoài chuồng gà, tiếng chim sẻ kêu trong tổ và tiếng ve sầu trên cành thê lương bị ai. Thôi Đông Sơn đưa tay chỉ hướng chỗ cao, chỗ rất cao trên bầu trời, nhất định có một hai tiếng hạc kêu, cách mặt đất rất xa, nhưng sẽ làm người ta cảm thấy bi thương, ngửa đầu nhìn thấy, nghe thấy, cũng khiến cho người ta khó quên. Trần Bình An cười nói, người có thể nghĩ như vậy, ta thấy rất tốt trần bình an do dự một chút tiên sinh còn chưa đọc nhiều sách học thức nông cạn tạm thời không thể trả lời đáp án cho ngươi nhưng ta sẽ cố gắng suy ngẫm dù cuối cùng vẫn không thể đưa ra đáp án ta cũng sẽ nói tiên sinh nghĩ mãi mà không rõ học sinh làm khó tiên sinh rồi tới lúc đó học sinh cũng đừng cười cợt tiên sinh có lẽ đây là lần đầu tiên trần bình an thừa nhận mình là tiên sinh của thôi đông sơn khuôn mặt thôi đông sơn tươi cười sáng lạn đột nhiên vái chào bằng lễ học trò sau khi đứng dậy liền nhẹ giọng nói bạc đầu nhớ quê cũ hoa nở cạnh rụng ra tiên sinh có thể chậm rãi trở về trần bình an bắt đắc dĩ nói đang là mùa thu rồi ở đâu ra hoa nở thôi đông sơn ra sức lắc đầu nguyện xin tâm cảnh tiên sinh bốn mùa như xuân con đường từ kinh thành đại tùy trở về quận long tuyển đại ly trần bình an vô cùng quen thuộc vẫn là cố hết sức chọn đường nhỏ qua núi bốn phía vắng lặng ngoại trừ dùng thiên địa thung để hành tàu mỗi ngày còn có thể nhờ chu liễm giúp luyện quyền càng về sau càng dùng lực chu liễm từ tiếp cận lục cảnh đến cuối cùng đã là thất cảnh đỉnh phong động tĩnh cũng ngày càng lớn bùi tiền xem mà lo lắng không thôi nếu sư phụ không mặc món pháp vào kim lễ kia thì phải tốn bao nhiêu tiền mua quần áo đây lần đầu tiên luận bàn trần bình an đánh một nửa liền kêu rừng thì ra là giày rách mất đành phải cởi giày đi chân trần so chiêu với chu liễm rời khỏi biên cảnh đại tùy trần bình an liền thay giày cỏ bùi tiền nhìn thấy liền cảm giác thú vị sau đó trần bình an cũng làm cho nàng một đôi cục than đen không cười nổi giày cỏ rắn chắc kỳ thật lên núi xuống nước đáng tin cậy hơn giày thường nhưng lại cọ sát chân quá nhiều cũng may trần bình an cũng không bắt buộc bùi tiền luôn mang lúc bùi tiền lấy châm chọc vào vết bọt nước sưng lên ở chân chủ liễm liền châm chọc ở bên cạnh một cặp già trẻ này mỗi ngày có thói quen đấu võ mồm trần bình an lúc ấy ngồi bên cạnh dòng nước cởi giày cỏ cho chân ngâm nước suy nghĩ đã đi về phương xa chưa đến mức lâu không trở về quê lúc gần về tới lại thấy hồi hộp lo lắng nhưng mà so với lần đầu tiên du lịch về quê thì trong lòng vẫn có nhiều mong nhớ hơn tổ trạch ngõ nê bình chúc lâu là phách sơn việc mua núi ngụy bách nói việc làm ăn của hai cửa hàng trong ngõ hẻm kỵ long những bồ tát đất ở mộ thần tiên tu sửa thiên quan thần tượng nhiều vô số kể rất nhiều thứ trước kia trần bình an chưa từng để ý về phần về tới long tuyển quận từ sau lúc đó đi tới thư giản hồ gặp cô sán lại đi thải y quốc thăm viếng cặp vợ chồng cùng lão Mama nấu ăn cực ngon còn có lão kiếm thánh tống vũ thiêu của sơ thủy quốc cũng phải ghé thăm còn thiếu nợ lão tiền bối một nồi lẩu trần bình an cũng muốn khoe khoang với ông lão cô nàng mình thích cũng thích mình không đáng sợ giống như tống lão tiền bối nói thôi đông sơn lục đài thậm chí là liễu thanh sơn của sư tử viên trên người bọn họ có phong thái thơ văn của người đọc sách trần bình an tự nhiên vô cùng hướng tới nhưng còn chưa đủ để trần bình an dựa sát vào riêng một bên nào cái này gọi là có niềm vui mới nhưng không bỏ qua cái cũ cho nên gia sản sẽ càng nhiều hơn trần bình an cảm thấy đó là một thói quen tốt có thể gọi nó là năng khiếu là mấy sở trường hay ho có thể giúp trần bình an đạt được đắc ý nho nhỏ trần bình an đột nhiên quay đầu nói với bùi tiền về sau ngươi và đám người lý hoè cùng đi giang hồ không cần quá câu nệ cũng không cần học theo ta bùi tiền ngượng ngùng nói nhưng ta lại muốn học sư phụ nhưng mà muốn học cũng không học được chu liễm cười nói bùi tiền à về sau ta biên soạn một bộ bảo điển định nọt người khác nhất định sẽ bán rất chạy trên giang hồ đến lúc đó kiếm được bạc phải chia đều với ngươi mới được bùi tiền nghiêm trang nói không cho phép đổi ý hai ta chia đôi tiền chu liễm đưa tay chỉ vào bùi tiền người đúng là cả đời này trong mắt chỉ có tiền không nghĩ được gì khác bùi tiền học theo lý hoè dung đùi đắc ý nói không nghe không nghe con rủa niệm kinh trần bình an hiểu ý cười nghe lý hoài nói các ngươi quyết định về sau sẽ cùng đi đào bảo vật ở bốn phía chu liễm trêu kẹo nói ái chà chà vậy chẳng phải là thần tiên hiệp lữ sao nhỏ tuổi như vậy đã quyết định ở chung cả đời rồi bùi tiên cả giận nói ta và lý hoài là bằng hữu giang hồ hợp ý nhau sao qua miệng ngươi lại thành tình yêu lão đầu bếp ngươi đừng có nói những lời thô tục vô liêm xỉ như vậy sau đó bùi tiên lập tức thay đổi sắc mặt cười nói với trần bình an sư phụ người không cần lo lắng tương lai ta sẽ bỏ quên người ta không phải mấy cô gái trong sách nhìn thấy nam nhân thì ngất đi ta đã nói với lý hoè sau khi ta và hắn lấy được bảo bố thì sẽ chia đều đến lúc đó chắc chắn ta sẽ hết phần của ta cho sư phụ trần bình an cười trừ sau đó đoàn người thuận thuận lợi đi tới tòa quận thành hoàng đình quốc ở bên ngự giang lúc ấy trần bình an và thôi đông sơn kết bạn mà đi đến tận đây gặp mấy vị kiếm tu ngự kiếm ngang qua phố cả bay chó sủa lúc ấy trần bình an cũng không ngăn trở với thực lực bản thân ngay lúc đó không quản được, chỉ có thể thờ ơn lạnh nhạt, cũng giống như câu nói kia, nếu nhỏ gió lớn, chưa cần nói tới đại lý phía nam, trong biên giới đại tùy quốc, còn có kinh thành thanh loan quốc, Hình như luyện khí sĩ cũng không dám hoành hành bá đạo như thế, nhưng mà những quận thành lớn thuộc tiểu quốc này, các dòng họ tiên sư cùng dã tu trong núi đều rất phóng túng, ngay cả dân chúng bị gây tai họa cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bởi vì không ai giúp họ đòi công bằng, triều đình không muốn quản, cố hết sức không quan tâm, quan phủ địa phương thì không dám quản dù có một số người hiệp nghĩa phẫn nộ bất bình cũng là có lòng mà vô lực chính ở tòa quận thành này ở tàng thư lâu của chi lan tào thị thôi đông sơn đã thu phục nữ đồng váy hồng có chân thân là hỏa mãng xa do văn khí thư lâu nuôi dưỡng mà thành tiểu đồng áo xanh dựa hơi ngự giang thủy thần mà tác oai tác quái nữ đồng váy hồng thuộc loại văn chương nổi tiếng thế gian thi từ khúc phú ai cũng thích nuôi dưỡng mà thành văn linh về phân tiểu đồng áo xanh dựa theo cách nói của ngụy bách ở trong thư hình như có chút nguồn gốc sâu xa với lục trầm thế cho nên vị trưởng giáo đạo ra hôm nay phụ trách tọa trấn bạch ngọc kinh muốn dẫn theo tiểu đồng áo xanh cùng đi về phía thanh minh thiên hạ chỉ là tiểu đồng áo xanh vẫn chưa đáp ứng lục trầm liền để lại hạt giống kim liên đồng thời yêu cầu trong tương lai trần bình an phải ở bắc câu lưu châu giúp tiểu đồng áo xanh này từ thủy xà đi qua sông mà hóa thành rồng trần bình an không cảm thấy chuyện này có gì khác thường thậm chí cũng không hoài nghi quận thành vẫn náo nhiệt như trước tựa như việc đổi thượng quốc tiến cống từ cao thị đại tùy biến thành tống thị đại ly đối với dân chúng hoàng đình quốc mà nói cũng không có nhiều cảm xúc vẫn thảnh thơi như xưa nhưng nghe nói lúc ấy thiết kỵ đại ly nam trinh một mũi quân kỵ binh sông về phía nam dọc theo biên cảnh đại tùy cùng hoàng đình quốc không thể nói là không xâm phạm chút nào nhưng mà vẫn không gây nên gợn sóng quá lớn ở hoàng đình quốc đoạn đường này xâm nhập nội địa hoàng đình quốc thật ra thường xuyên có thể nghe được trên phố phường đều nghị luận đối với thiết kỵ đại ly đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thế mà xuất hiện một niềm tự hào là con dân đại ly ban đầu từ hoài nghi lựa chọn của hoàng đế hoàng đình quốc hiện nay đã biến thành tràn ngập tán thưởng cùng lúc đó ở tử dương phủ hoàng đình quốc ngự giang hàn thực giang ngũ nhạc trở thành những phủ đệ tiên gia và sơn thủy thần chỉ đầu tiên được triều đình đại ly công nhận trở nên nổi bật bậc nhất tới gần hoàng hôn vào thành không thể nghi ngờ bùi tiên là người vui vẻ nhất tuy nói còn cách biên cảnh đại ly một lộ trình không ngắn nhưng rốt cuộc cũng đang ngày càng tới gần quận long tuyền giống như mỗi bước của nó đều là đang đi về nhà, cho nên gần đây cả người luôn tỏa ra ánh sáng vui vẻ. Chu Liễm lại không có nhiều cảm xúc, đại khái vẫn coi mình như bèo giặt mây trôi, đến rồi lại đi, không có nhà để về, chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn những phong cảnh khác biệt. Nhưng đối với quận Long Tuyền trước kia từng là một tòa tiểu động thiên, Chu Liễm vẫn có chút tò mò, nhất là khi ông ta biết được Lạc Phách Sơn có một vị tông sư chỉ cảnh. Chu Liễm thực muốn nâng cao kiến thức một phen, duy chỉ có Thạch Nhu là tràn ngập thấp thỏm. Những câu chuyện lời đứt quãng của Trần Bình An lại thêm thôi đông sơn từng miêu tả với cô quần long tuyền là nơi tàng long Ngọa hổ như thế nào thạch nhu cứ cảm thấy mình mang theo bộ thân xác tiên nhân để lại này tới nơi đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp nhất là thôi đông sơn cố ý treo chọc một câu thân xác tiên nhân không dễ ẻ, càng làm cho thạch nhu lo lắng trần bình an vào thành đầu tiên là mua một ít vật phẩm lẻ tẻ sau đó chọn tửu lâu trong phố xá sầm ớt cùng chu liệm uống mấy chén thuận tiện mua hai phò rượu sau đó đi tìm quán trọ nghỉ chân lúc trần bình an một lần nữa ngồi ở ngã tư đường phồn hoa tại quận thành thì không gặp gỡ kiếm tu tiêu sái dạo chơi nhân gian nữa bằng không lúc bọn họ tùy ý đả thương người khác trần bình an không ngại dùng một quyền đánh rớt phi kiếm về phần sau đó có gây ra sóng gió dính dáng tới vài tổ sư ra trên núi hay không trần bình an không quan tâm đi qua đảo huyền sơn và bản đồ hai châu thì sẽ biết hoàng đình quốc thuộc loại nước nhỏ điều này có nghĩa là kim đan địa tiên đã là người đứng đầu một quốc gia địa vị cao không thể tả hơn nữa thực sự gặp phải tu sĩ nguyên anh trần bình an không dám nói đánh một trận tất thắng nhưng có võ phu viễn du cảnh chu liễm bắp trận còn có thạch nha có thể nuốt một thanh phi kiếm bản mệnh của kiếm tu nguyên anh cảnh mà vẫn bình yên vô sự thì chuyện bỏ chạy cũng không khó khăn ví dụ như đoàn người năm đó tá túc ở trạch tệ tư nhân ẩn giữa núi rừng của hộ bộ lão thị lang hoàng đình quốc chính lão thị lang người có bộ sách thiết kiếm khinh đạn tập trừ danh nơi văn đàn phương bắc bảo bình châu là đại nho hoàng đình quốc sau đó trần bình an biết được vị lão thị lang kia thật ra sử dụng thân phận khác nhau trong lịch sử hoàng đình quốc dùng tướng mạo khác nhau du lịch thế gian lúc ấy lão thị lang từng thịnh tình khoản đãi đám người trần bình an đi ngang qua gần nhà cửa có sườn núi đây là thế đất thuận lợi du khách tấp nập phong cảnh rất tuyệt sao lại được thôi đông sơn tiết lộ thiên cơ lão thị lang là loài rau còn sót lại ẩn núp cực lâu từ thời thuộc quốc cổ lúc trước được hắn tự mình tiến cử đã được triều đình đại ly chào mời làm phó sơn trưởng thư viện lâm lộc ở phi vân sơn mà con gái trưởng của lão giao là thủy tổ khai sơn của đệ nhất môn phái tử dương Phủ ở hoàng đình quốc con trai thứ lại là thủy thần hàn thực giang trong đó con gái trưởng lão giao là một vị kim đan thư giao chịu giới hạn vì tư chất bản thân phải tu hành bằng môn đạo pháp cuối cùng phá vỡ bình cảnh kim đan trở thành nguyên anh chỉ tiếc vẫn còn kém một chút trong vòng trăm năm khó mà tiến thêm một bước dòng dõi giao long về mặt tu hành thì gặp may mắn chỉ là từ kết đan trở đi thì sẽ bắt đầu khó như lên trời năm cơ duyên lớn nhất ly châu động thiên năm đó bao gồm con cá chép của hoàng tử đại tùy cao huyên con thần lằn nhất quyết không muốn ở lại tổ trạch của trần bình an hỏa long hóa thành vòng tay trên tay nguyễn tú cái chặn giấy bằng gỗ hình ly long tạm thời ngủ đông của triệu diêu lại thêm con cá trạch trần bình an năm đó từ mình câu được rồi tặng cho cố sán bọn chúng sở dĩ làm người ta thèm nhỏ dãi là vì chúng sẽ không bị cản trở mà đột phá tới nguyên anh cảnh ai có thể nuôi dưỡng được một trong số đó chẳng khác nào đạt được sự hỗ trợ của một tu sĩ ngọc pháp cảnh ở bảo bình châu nơi mà tu sĩ bản thổ là thượng ngũ cảnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay tu sĩ nào không ham muốn hơn nữa năm loài giao long có huyết thống rất gần chân long này một khi nhận chủ thần hồn sẽ kết nối với nhau chúng có thể không ngừng nuôi dưỡng thân thể chủ nhân cứ như vậy tương đương với cho chủ nhân một bộ thân thể hùng hậu tương đương với võ phu kim thân cảnh thuần túy lúc trần bình an vừa muốn dẫn đầu vào một quán trọ liền cùng chu liễm quay đầu nhìn về phía đường cái một cô gái dáng người cao gầy khuôn mặt lạnh lùng đi đến đứng ở trước mặt đám người trần bình an lộ ra nụ cười nói bằng giọng đại lì một cách thuần thục trần công tử cha ta và bác nhạc chính thần ngụy bách của nước đại ly các ngươi là bạn tốt cô nay đảm nhiệm phó sơn trưởng thư viện lâm lộc hơn nửa năm đó từng chiêu đãi trần công tử rồi trước khi rời khỏi hoàng đình quốc phụ thân từng giao phó với ta nếu như về sau trần công tử đi ngang qua nơi đây ta phải tận tình chiêu đãi không thể chậm trễ trước đó không lâu ta nhận được một phong thư từ phi vân sơn gửi đến cho nên chờ ở gần đây đã lâu nếu như việc này mạo phạm trần công tử thì hy vọng thử lỗi hiện tại ta thành tâm khẩn cầu trần công tử đi tới tử dương phủ của ta làm khách mấy ngày Trần Bình An hỏi, nếu vì sốt ruột muốn rời đi mà hôm nay ta khéo léo cự tuyệt tiền bối, thì liệu có mang đến phiền toái gì cho tiền bối không? Trần Bình An hơi do dự, sau đó gật đầu cười nói, được rồi, vậy chúng ta xin được quấy giày tiền bối một hai ngày vậy. Cô gái dòng dõi giao long chi chúc thượng cổ thục quốc lấy ra một cái thuyền nhỏ, chỉ lớn bằng ngón tay con gái, vừa bỏ trên đất, hơi nước liền tràn ngập, bỗng nhiên biến ra một chiếc lâu thuyền có phòng ốc trang trí thanh nhã, tổng cộng ba tầng, đủ chỗ cho bốn năm mươi người ở cũng may khi ném pháp bảo điêu khắc này ra, cô gái đã yên lặng vung tay áo, nhẹ nhàng tách người đi đường sang hai bên. Cùng lúc đó, nàng lấy ra từ trong tay áo một chồng lá bùa hình dáng và màu sắc không đồng đều. Sau khi buông tay, lá bùa bay xuống, xuất hiện từng cô gái duyên dáng yêu kiều, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhìn rất chân thực, căn bản không thể nhận ra mới trước đó không lâu các nàng chỉ là một tấm bùa giấy. Các nàng tay chân rất lanh lợi, nhanh chóng từ lâu thuyền lấy ra một tấm văn gỗ xếp tiếp đất làm cầu nối. Cô gái cao gầy cười nói, "Mời công tử lên thuyền." Bùi Tiền nhìn không chớp mắt, cảm thấy về sau mình nên có hai món bảo bối lâu thuyền và lá bùa như vậy, bán hết đồ trong nhà đi cũng phải mua bằng được, bởi vì thật sự quá sang trọng, quá nở mày nở mặt rồi. Trần Bình An vỗ đầu Bùi Tiền, dẫn nó đi theo nữ tu cao gầy kia, cùng nhau lên thuyền. Ở trước mắt bao người, lâu thuyền chậm rãi bay lên không trung, cưỡi gió đi xa, tốc độ cực nhanh, giây lát đã được hơn 10 dặm, đứng trên chiếc thuyền tiên gia của lão tổ tông Tử Dương phủ dưới lòng bàn chân chính là ngự giang uốn lượn gần ngàn dặm kia trần bình an đứng cạnh lan can cùng bùi tiền ngắm nhìn phong cảnh núi sông như tranh vẽ trần bình an không khỏi nhớ tới quê nhà cùng với quận huyện dọc theo đường đi tới quận long tuyền chợ trên trấn nhỏ núi cao được trần bình an nhớ kỹ trong lòng lúc đi qua lại nghĩ tới một ít người ở quê nhà lúc ấy trong số những đồng môn đi theo mã phu tử học thuộc rời khỏi ly châu động thiên lý hoài và lâm thủ nhất cuối cùng vẫn đi theo trần bình an cùng lý bảo bình đồng thủy tỉnh và thạch xuân gia một người lựa chọn lưu lại quê hương một người đi theo gia tộc tới kinh thành đại ly thật ra trần bình an có ấn tượng rất tốt với bọn họ một người tính tình chất phác đại khái là vì xuất thân tương tự nhau năm đó làm trần bình an sinh ra cảm giác thân cận một cô bé tết tóc rừng dê hoạt bát đáng yêu vừa nhìn đã cảm thấy thanh tú trí tuệ trần bình an không biết lựa chọn của bọn họ là đúng hay sai ở sâu trong nội tâm trần bình an hy vọng cảnh tượng quê nhà vẫn như trước mặc kệ là đồng thủy tình thạch xuân gia ở lại quê hương hay là lưu tiện dương Cô Sán cùng Triệu Diêu muốn rời xa quê nhà, trong nội tâm bọn họ, quê cũ vẫn là non xanh nước biếc. Đương nhiên, lần này trên đường về quê, Trần Bình An còn muốn đi một chuyến tới phủ đệ có treo tấm biển Tú Thủy cao phong của nữ quỷ áo cưới kia, có những lời năm xưa còn nghẹn ở trong bụng, phải giảng giải cho ả à ta một phen. Trong ánh hoàng hôn, Đồng Thủy tình treo bảng hiệu đóng cửa nơi cửa hàng mì Hoành Thánh, nhưng không xót ruột đóng cửa lại, làm ăn lâu rồi sẽ biết, thường xuyên có khách hàng trước khi lên núi đã hẹn là chờ xuống núi sẽ mua mì Hoành Thánh nhưng cuối cùng sẽ trễ hẹn một thời gian, cho nên đồng thủy tình dù rằng treo bảng hiệu đóng cửa cũng sẽ chờ đợi thêm khoảng nửa canh giờ, nhưng đồng thủy tình sẽ không để cho hai tiểu nhị mới được chiêu mộ vào quán chờ cùng hắn. Đến lúc đó có khách hàng vào cửa, đồng thủy tình sẽ tự mình xuống bếp. Hai tiểu nhị xuất thân nghèo khổ dù muốn đồng cam cộng khổ với ông chủ, đồng thủy tình cũng không cho phép. Cửa hàng mì hoành thánh của đồng thủy tình danh tiếng ngày càng lan xa. Rất nhiều kẻ có tiền ở quận thành mới xây của quận Long Tuyền từng mời đồng thủy tỉnh đến quận thành mở thêm mấy cửa hàng, chỉ là đồng thủy tỉnh đều khéo léo cự tuyệt trừ cửa hàng dưới ngọn núi có dây miếu sơn thần này ra đồng thủy tỉnh năm đó dựa vào việc bán đi một căn tổ trạch trong trấn nhỏ mà kiếm được một khoản bạc kha khá sớm đã mua một nửa con phố bên phía quận thành mới xây chỉ để lại một căn nhà còn lại đều cho thuê đồng thủy tỉnh là một trong những dân bản xứ kiếm lợi sớm nhất xung quanh đây trong hai tòa tổ trạch hàng xóm láng giềng không thiếu người già mẹ quá con côi sinh trưởng ở trấn nhỏ tính tình bướng bỉnh cho dù người ngoài trả giá trên trời mua vật tổ truyền thì bọn hắn có chết cũng không chịu bán, nói là buổi tối có thể ngủ trên đống bạc không, hay là sau khi chết có thể cho vào quan tài đưa đến kiếp sau. Đệ tử tiên gia trên núi tính tỉnh nhẫn nại, đối mặt với câu trả lời cứng cỏi của những người gia mà không chừng vài năm sau đã xuống mồ này, chỉ cảm thấy không thể nói lý, nhưng lại không dám ép mua ép bán, chỉ đành thất vọng mang theo tiền thần tiên trở về nhưng sau khi đồng thủy tỉnh tới cửa không biết là những người già này gặp người trẻ tuổi mà mình từng chứng kiến toàn bộ quá trình hắn lớn lên nên nể tình xưa hay là tài nói chuyện của đồng thủy tỉnh quá giỏi tóm lại những người già này nửa bán nửa cho bán cho đồng thủy tỉnh với giá thấp hơn bán cho người bên ngoài tới nhiều đồng thủy tỉnh mấy lần tới lui bao phục chay ở ngưu giác sơn lại một khoản tiền rất lớn chảy vào trong túi hơn nữa bản thân hắn vất vả cần cù lên núi xuống nước mà có một chút thu hoạch ngoài ý muốn đồng thủy tỉnh lục tục gặp được một đám người thân phận cao quý ghé thăm tiệm mì hoành thánh trong đó có ngô thái thú viên huyện lệnh cùng tào đốc tạo cứ vậy dần dần mua thêm những miếng đất sau một thời gian đồng thủy tỉnh đã trở thành nhà giàu phú quý hiếm thấy ở quận thành mới xây trong quận long tuyền về sau thậm chí còn có lời đồn ở trên núi long tuyền quận có đồng bán thành tức là nói hắn chiếm một nửa đất đai của quận long tuyền hôm nay đồng thủy tỉnh tán gẫu với hai tiểu nhị trẻ tuổi xong sau khi hai người đã rời đi ông chủ cửa hàng này đã trở thành thiếu niên cao lớn một mình ngồi trong cửa hàng, tự làm cho mình tô mì hoành thánh nóng hôi hổi, xem như khao bản thân một bữa. Hoàng hôn buông xuống, thời tiết đã vào giữa thu, đồng thủy tỉnh ăn xong rồi thu dọn bắt đũa, đi ra bên ngoài cửa hàng, mắt nhìn về phía đạo thần thắp hương trên núi, không phát hiện bóng người khách hành hương, đang định đóng cửa hàng. Không ngờ trên núi không có khách hành hương quay về nhà, dưới núi lại có một vị công tử trẻ tuổi mặc nho sam đi tới. Đồng thủy tình quen biết hắn, liền cười cười dẫn hắn ta vào cửa hàng, là một bát mì hoành thánh, rồi mang lên một bầu rượu gạo tự trưng cất. Hai người từ đầu tới cuối đều cố ý dùng phương ngữ quận Long Tuyền để nói chuyện với nhau. Đồng Thủy tỉnh nói chậm, bởi vì sợ đối phương nghe không rõ. Vị khách này là một người kỳ quái, tên Cao Huyên, tự xưng là người ngoại quốc tới Thư viện Lâm Lộc ở Phi Vân Sơn để học tập. Hắn ta không thể nói tiếng đại ly quá sỏi, nhưng lại muốn học tiếng địa phương quận Long Tuyền từ chỗ Đồng Thủy tỉnh. Chờ Cao Huyên ăn xong mì hoành thánh, Đồng Thủy tỉnh rót ra hai chén rượu gạo, rượu gạo muốn có màu cam thuần túy thì nước cùng gạo nếp là hai yếu tố mấu chốt mà quận long tuyền không thiếu nước tốt gạo nếp thì có được do đồng thủy tỉnh xin từ phía vị tào đốc quan vận chuyển từ một nơi nổi tiếng với nghề trồng lúa khác của đại ly đến quận long tuyền giá thấp hơn thị trường nhiều vì thế mà bên phía quận long tuyền xuất hiện một nơi sản xuất rượu gạo quy mô không nhỏ hôm nay đã bắt đầu bán tới kinh đô đại ly tạm thời còn chưa đến mức mỗi ngày lẽ một đấu vàng nhưng tương lai của nó rất khả quan cửa hàng tử lâu ở kinh đô đại ly đã dần dần quen với rượu gạo long tuyền hơn nữa sự tồn tại của ly châu động thiên cùng đủ loại lời đồn về thần tiên đã làm tăng thêm vị rượu ngon ngoài ra về chuyện nguồn tiêu thụ đồng thủy tỉnh đã đánh tiếng với viên huyện lệnh quản mua bán ít lãi tiêu thụ mạnh này đã được ngô diên gật đầu viên huyện lệnh mở cửa lớn kinh đô kết hợp với tào đốc tạo vận chuyển gạo nếp trong ba người quận thủ ngô diên viên huyện lệnh và tào đốc tạo ngô diên có chức quan cao nhất tuy rằng chính tứ phẩm quận thủ vẫn chưa thể tính là đại quan danh xứng với thực nhưng thân là người trẻ tuổi nhất đang đảm nhiệm chức thái thú ở đại ly triều đình đại ly vẫn là tương đối để tâm với ngô diên dù sao tiên sinh của ngô diên chính quốc sư thôi sàm của đại ly chỉ tiếc hôm nay từ sau khi ngô diên thăng quan danh tiếng lại trở nên kém hơn lúc chưa giờ kinh nhiều nghe nói bởi vì trong lúc lòng tuyền chưa từ huyện thăng thành quận vị ngô huyện lệnh được quốc sư ký thắc kỳ vọng cao đưa tới đây đã làm cho những đại tộc địa phương xa lánh đến chết đi sống lại mâu thuẫn mạnh mẽ đánh nhau túi bụi nhưng mà ngô diên người ta có một tiên sinh tốt người ngoài hâm mộ không thôi chỉ có điều Ngô Diên đã trở thành cho cười không nhỏ ở triều đình kinh thành Đại Ly. Ngược lại hai vị khác, viên huyện lệnh cùng Tào Đốc Tạo càng được quan trường Đại Ly xem trọng. Không đơn giản là hai người trẻ tuổi là con cháu hai đại dòng họ thượng trụ quốc ở quận Long Tuyền, mà vì hai người đều hoàn thành rất tốt chức trách của mình. Viên huyện lệnh nhận kiến tạo một bộ phận động phủ tiên gia ở đỉnh núi phía Tây, mộ thần tiên và núi sư cũ. Văn vọng biếu thuận lợi khởi công tới tận khi kết thúc là công lao của hắn, thế ra giàu có ở lại quận Long Tuyền không tiếp nhận thái thú Ngô Diên nhưng lại chịu nhận vị huyện lệnh chức nhỏ hơn này về phần hầm lò nung gốm xứ của tàu đốc tạo mặt ngoài giữ nhiệm vụ trông coi những hầm lò chế tạo đồ xứ cho cung đình sử dụng thực ra là cái nhiệm vụ bí mật giám sát toàn bộ thế lực trên núi của quận long tuyền mà hai dòng họ viên tàu tôn quý nhất ở đại ly thế nhưng nước với lửa thiết kỵ đại ly phân binh lính làm ba đường sông về phương nam trong đó đứng phía sau hai đội thiết kỵ là bóng dáng của hai dòng họ thượng trụ quốc đồng thủy tỉnh có thể thông qua vụ mua bán nho nhỏ bình thường mà đồng thời mượn sức của ba người không thể không nói là một hành động đánh bậy đánh bạ nhưng cũng rất vĩ đại, trên thực tế mua bán rượu gạo đúng là ý tưởng của Đồng Thủy Tỉnh không sai, nhưng kế hoạch cụ thể và những điều cần chú ý trong đó còn là nhờ có người khác giúp Đồng Thủy Tỉnh bày mưu tính kế, về sau Đồng Thủy Tỉnh hỏi người kia, vì sao viên huyện lệnh và Tào Đốc Tạo là con cháu xuất thân từ gia tộc lừng lẫy như vậy mà đều không cự tuyệt chút lợi ích bé nhỏ này, ví dụ như năm trước chia hoa hồng với ba bên, Đồng Thủy Tỉnh kiếm được 7 vạn lượng bạc hai người viên tàu có thêm 14 vạn lượng bạc. So với thương nhân bán hàng ngoài chợ bình thường có thể tính là món lãi cách xù, tương lai tiền chia hoa hồng cũng quả thật sẽ vững bước tăng trưởng. Nhưng lúc đồng thủy tình biết được gia nghiệp hai nhà viên tàu, thật sự là mỹ mãi không rõ. Người nọ liền nói với đồng thủy tình, mua bán trên đời này, ngoại trừ phân chia lớn nhỏ, sang hay hèn, thì còn chia làm nghề nghiệp kiếm tiền bẩn và tiền sạch. Kiếm được nhiều tiền trong vụ mua bán một lần duy nhất là bản lĩnh, mà kiếm được một dòng tiền dài lâu lại sạch sẽ trong mua bán nhỏ cũng là năng lực huống chi rất nhiều vụ mua bán nhỏ, về sau làm thành lớn đến cực hạn sẽ có cơ hội trở thành con đường kiếm tiền thực sự, có thể trở thành nội lực để kéo dài gia tộc giàu có trong trăm năm cũng không phải nói chơi. Cuối cùng người nọ lấy ra một đồng tiền bình thường, đặt lên bàn, ngồi ở đối diện đồng thủy tỉnh đang thành tâm thỉnh giáo, nói, dù là thần tài hạo nhiên thiên hạ, gia tộc lưu thị ở ngay ngay châu, đều là bắt đầu làm giàu từ một đồng tiền bình thường như thế này. Hãy ngẫm nghĩ cho kỹ đi, sau đó người vẫn luôn buộc kiếm ngang lưng này ngay ngang mà đi, nói là muốn tới kinh thành đại tùy nếu may mắn nói không chừng có thể gặp tổ sư gia thương gia vị lão tiên sinh mặt non nớt kia từng dùng đại thần thông hợp đạo giáng xuống một cây thông thiên mộc được khắp thiên hạ tín nhiệm cuối cùng được lễ thánh tán thành đồng thủy tỉnh cân nhắc nửa ngày mới nhớ lại người nọ ăn hai bát mì hoành thánh uống một pho rượu gạo cuối cùng trả một đồng tiền rồi rời khỏi cửa hàng tuy đồng thủy tỉnh có thói quen tính toán chi ly nhưng lần buôn bán này hắn lại không cảm thấy lỗ vốn ngược lại bản thân còn kiếm lời cao huyên thấy đồng thủy tỉnh uống rượu tâm lại để ở nơi khác bèn cười hỏi, có tâm sự gì à? Nếu không ngại thì nói ra, ta không giúp được gì, nhưng vẫn có thể nghe đồng trưởng quay tâm sự mấy câu. Đồng thủy tỉnh lắc đầu, vui đùa nói, chỉ là nghĩ lung tung chuyện ngày sau mà thôi, không có tâm sự gì. Mỗi ngày trở về tòa nhà quận thành mệt muốn chết, đếm tiền xong ngả đầu xuống ngủ liền. Mở mắt đã là một ngày mới, quá bận rộn, cũng rất phong phú. Cao Huyên cảm khái nói, ta thực hâm mộ ngươi. Đồng thủy tỉnh á khẩu không trả lời được, thật ra hắn không cảm thấy Cao Huyên đang nói đùa nhà nhà có bản kinh khó đọc, không liên quan gì với nhiều tiền hay ít tiền, đồng thủy tỉnh bèn không nói tiếp nữa, uống một ngụm rượu gạo tự trưng cất, bầu rượu ở cửa hàng mì hoành thánh, đều xé đi mảnh giấy đỏ của đồng gia phường, bằng không dễ dàng rước lấy thị phi, khiến cho một cửa hàng dùng để tu dưỡng tâm tính nhanh chóng trở nên mù mịt trường khí. Hôm nay, ở trong quận Long Tuyền Ngư Long hỗn tạp này vẫn không có mấy người biết được rốt cục đồng thủy tỉnh có bao nhiêu của cải, cao huyên tính tiền xong, nói muốn tiếp tục lên núi, đêm tá túc ở Sơn Thần Miếu ngày mai ngắm mặt trời mọc ở đỉnh núi đồng thủy tình liền giao chìa khóa cửa hàng cho cao huyên nói nếu đổi ý có thể ở lại cửa hàng tốt xấu gì cũng có chỗ che gió chắn mưa cao huyên cự tuyệt ý tốt này một mình lên núi đồng thủy tình thì xuống núi kết quả đụng phải hứa nhược hẳn là mới trở về từ kinh thành đại tùy nói muốn ăn bát mì hoành thánh lấp bụng sau đó lại đi tới cửa gia ngưu giác sơn tiếp tục sang kinh thành đại ly đồng thủy tình chỉ đành quay về mở cửa lớn của cửa hàng trực tiếp làm cho vị hào hiệp mặc ra này hai bát lớn không lấy rượu gạo, lời khách khí với người này, đồng thủy tỉnh ngồi ở đối diện, nhìn hứa nhược ăn như sói nhai hổ nuốt, hứa nhược mơ hồ không rõ hỏi, ngươi đoán xem người trẻ tuổi kia là ai, đồng thủy tỉnh vốn không nghĩ nhiều, qua lại với cao huyên không dính dáng tới nhiều ích lợi, đồng thủy tỉnh cũng thích loại quan hệ này, hắn trời sinh thích làm ăn, nhưng làm ăn không thể là toàn bộ cuộc đời, nhưng nếu hứa nhược hỏi như vậy, đồng thủy tỉnh vốn không ngu, đáp án tự nhiên đã tra ra manh mối, đại hoàng tử qua dương cao thị đại tùy, tới đại ly chúng ta làm con tin hứa nhược gật gật đầu đồng thủy tình do dự một chút hỏi có thể đừng tính toán cao huyên không hứa nhược cười nói cái này có gì không thể sở dĩ nói điều này là hy vọng người hiểu rõ một cái đạo lý đồng thủy tỉnh nghiêm mặt nói tiên sinh mời nói chỉ có vào thời điểm như thế này đồng thủy tỉnh mới chịu gọi hứa nhược là tiên sinh hứa nhược liếc nhìn cửa hàng đồng thủy tỉnh lập tức đi lấy một vò rượu gạo đặt ở trước bàn hứa nhược hứa nhược uống một ngụm to làm ăn mua bán nhỏ dựa vào cần cù sau khi làm lớn rồi đương nhiên vẫn phải cần cù nhưng hai chữ tin tức sẽ càng ngày càng quan trọng, ngươi phải đi tìm hiểu những chi tiết tất cả mọi người đều không thèm để ý, cùng với tin tức ẩn sau chi tiết đó, một ngày nào đó có thể dùng được, trong lòng cũng không cần mang khúc mắc gì, thiên địa rộng lớn, biết rõ nhiều tin tức là điều tốt, dù sao cũng không phải là để hại người, vụ mua bán tốt, vĩnh viễn là đôi bên cùng có lợi, đồng thủy tình gật gật đầu, hứa nhược lại hỏi, ngươi cảm thấy ngô diên, viên huyện lệnh cùng tào đốc tạo, còn có cao huyên này, tính tình như thế nào? Đồng thủy tình chậm rãi nói, ngô thái thú mềm mỏng viên huyện lệnh chặt chẽ cẩn thận tào đốc tạo phong lưu cao huyên lạnh nhạt hứa nhược hỏi lại vì sao như thế đồng thủy tỉnh sớm nghĩ sẵn trong đầu không chút do dự nói tiên sinh của ngô thái thú là quốc sư thôi sàm hôm nay đã lộ ra sự sắc bén ngô thái thú phải giữ vững mình không thể đắc ý vinh váo nếu không rất dễ dàng rước lấy thù hận và công kích không cần thiết gia tộc viên thị xưa nay cẩn thận chặt chẽ nếu ta không nhớ lầm trong lời giáo huấn gia tộc của viên thị có bốn chữ tàng phong tụ thủy con cháu nhà Tào Thị có nhiều người gia nhập quân đội, nề nếp gia đình dũng cảm, Cao Huyên làm hoàng tử đại tùy lưu lạc đến tận đây, khó tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí. Mặc dù trong lòng phẫn nộ buồn bực, ít nhất ở mặt ngoài vẫn phải biểu hiện như giọt nhẹ mây trôi. Hứa Nhược nói, như vậy không sai, nhưng thật ra vẫn chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Người có thể nghĩ đến điều này, rất nhiều người cũng có thể, bởi vậy cái này không thuộc loại tin tức có thể phát tài. Ngươi còn phải đào càng sâu hơn, cân nhắc chu toàn hơn, nghĩ nhiều về vận mệnh triều đình càng thêm sâu xa xu thế phương triều như thế tất sẽ hữu dụng với việc làm ăn của ngươi chỉ khi nào nuôi dưỡng thành thói quen tốt mới có thể được lợi cả đời đồng thủy tỉnh gật đầu nói đã hiểu hứa nhược cười nói ta không phải xa đao nhân chân chính thật ra cũng không thể dạy ngươi nhiều điều nhưng ngươi có thiên phú có thể dần biến cạn thành sâu về sau số lần ta gặp ngươi cũng sẽ ngày càng ít đi lại thêm ta cũng thuộc loại tin tức của đồng thủy tỉnh ngươi không phải ta khoe khoang cái tin tức độc quyền còn không tính nhỏ cho nên tương lai gặp cái hố không vượt qua được tất nhiên người có thể cùng làm ăn với ta không cần ngại ngùng không chịu bỏ qua thể diện đồng thủy tình được một tiếng hứa nhược lấy ra một chiếc thái bình vô sự bài với gia nghiệp hôm nay của ngươi thật ra còn chưa đủ tư cách có được chiếc vô sự bài đại ly này nhưng mà mấy năm nay ta lấy được mấy cái vô sự bài ở lại trong tay ta chỉ là lãng phí cho nên đều đem tặng hết coi như ánh mắt ta cao siêu sớm xem trọng ngươi về sau sẽ chia tiền hoa hồng của ngươi ngày mai ngươi đi quận thủ phủ sau đó sẽ được đăng ký trong danh sách ở nha môn bản địa và lễ bộ triều đình đồng thủy tỉnh cũng không từ chối cứ vậy mà thu lấy chiếc vô sự bài kia đi cẩn thận cất vào trong ngực chiếc thái bình vô sự bài này hiện giờ nói nó có giá trị không thể đong đếm cũng không quá đáng toàn bộ bản đồ rộng lớn của phương bắc ở bảo bình châu không biết có bao nhiêu đế vương dòng họ tiên sư dã tu trên núi cùng sơn thủy thần chỉ mong có được một cái hứa nhược trêu ghẹo nói nghe nói nhạc phụ tương lai của ngươi đi đến đồng diệp châu trên đường quay về bắc câu lô châu từng xuất hiện ở trấn nọ quê này ngươi có nhân cơ hội đi thăm không đồng thủy tình có chút giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ nói chờ ta biết được tin tức thì lý thúc thúc đã rời khỏi trấn nhỏ hứa nhược cười hỏi có muốn biết kinh địch lâm thủ nhất của ngươi hiện giờ lăn lộn ở thư viện sơn nhai như thế nào không đồng thủy tình gật đầu nói muốn biết hứa nhược cười mà không đáp đồng thủy tình gọn gàng dứt khoát hỏi bao nhiêu tiền hứa nhược đưa tay ra lấy một vo rượu gạo phía sau quầy nói chưa đột phá trung ngũ cảnh nhưng mà đã nổi danh ở kinh thành đại tùy nếu ngươi không cố gắng chở lâm thủ nhất trở thành thần tiên trung ngũ cảnh sẽ liên tục có các đợt cơ duyên rơi vào tay hắn có khả năng động ngón tay sẽ thu về mấy chục vạn lượng bạc trắng rất dễ dàng giúp hắn đi sau mà về đích trước đồng thủy tình do dự một chút đương nhiên ta không muốn bại bởi lâm thủ nhất nhưng mà có một số việc không phải cứ cố gắng là làm được hứa nhược cười cười mang theo bầu rượu đứng lên nói có tốt hơn không nhiều tốt hơn thiếu rất nhiều việc nhìn như tiền không thể giải quyết xét đến cùng vẫn là tiền không đủ nhiều đồng thủy tình đứng dậy theo vì sao đến tận giờ tiên sinh vẫn còn chưa nói với ta ý nghĩa chân chính của xa đao nhân chỉ là dạy ta thuật kinh doanh hứa nhược cười ha hả hỏi ngược lại chỉ là đồng thủy tình vẫn cảm thấy khó hiểu hứa nhược cũng không nói thêm cái gì rời khỏi cửa hàng đồng thủy tình thu dọn những thứ còn lại trên bàn đóng cửa xuống núi đi về phía thành mới của quận long tuyền người trẻ tuổi tự nhận một thân toàn mùi tiền trong màn đêm đi sớm về khuya long tuyền kiếm tông tông chủ nguyễn cung mới thu hơn 10 đệ tử ký danh cuối cùng để cho những đỉnh núi vắng ngắt có thêm chút sức sống. Còn chuyện thánh nhân Nguyễn Cung cũng sẽ thu mấy người làm đệ tử nhập thất, trong lúc nhất thời mọi người đều nghị luận, sở dĩ có đệ tử tạm thời ký danh ở Long Tuyền Kiếm Tông. Đây là nhờ gia tộc Tống Thị của Đại Ly coi trọng chú kiếm đại sư Nguyễn Cung, triều đình đặc biệt chọn lựa ra 12 bé trai bé gái tư chất tuyệt hảo, lại để cho một ngàn kỵ binh tinh nhuệ hộ tống trên đường, đưa tới dưới chân đỉnh núi Long Tuyền Kiếm Tông. Nguyễn Cung lúc ấy đang mở lô rèn kiếm, nên không lộ diện, là một thanh niên mặc áo bào đen vừa mới đột phá kim đan cảnh không bao lâu phụ trách đối nhân xử thế, biết được thanh niên mặc áo bào đen này là một vị địa tiên kim đan cảnh hàng thật giá thật, trong mắt bọn nhỏ đều tỏa ra ánh sáng cực nóng, thật ra tên tuổi Nguyễn Cung Thánh Nhân được kỵ binh tinh nhuệ đại ly đảm nhiệm hỗ trợ, hơn nữa cái danh hàng đầu của Long Tuyển kiếm tông đã sớm làm cho những đứa nhỏ này khắc sâu ấn tượng trong lòng, con đường tu hành trong truyền thuyết, trở thành tiên nhân trên núi, thật ra tràn ngập hung hiểm và bất ngờ, nếu có thể gia nhập vào Long Tuyển kiếm tông được Nguyễn Thánh Nhân chọn chúng, cuối cùng trở thành đệ tử nhập thất, thì mang ý nghĩa ít nhất sẽ dễ dàng bước vào ngũ cảnh thần tiên. Trong đội ngũ 12 người, một người trong đó được giám định là tiên thiên kiếm phôi cực kỳ hiếm thấy, tất sẽ nuôi dưỡng được phi kiếm bản mạng. Ngoài ba người có tư chất địa tiên, tám người còn lại đều là nhân tài có hy vọng trở thành chung ngũ cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, gia tộc Tống Thị của Đại Ly đã là tận hết sức lực giúp đỡ Nguyễn Cung. Sau khi 12 người tới đây, Nguyễn Cung bởi vì còn đang đúc kiếm, chỉ rút thời gian lộ mặt một lần, đại khái xác định tư chất tu hành của 12 người xong liền giao cho vài vị đệ tử đích truyền tiến hành truyền đạo, kế tiếp sẽ là một quá trình không ngừng chọn lọc, đối với Long Tuyền Kiếm Tông mà nói, có tư chất trở thành luyện khí sĩ không mới chỉ là bước đầu, đối với Nguyễn Cung, thiên phú tu đạo và tâm tính lại càng thêm quan trọng hơn. Những người này sau khi lên núi mới biết được thì ra Nguyễn Tông chủ còn có một người con gái tên là Nguyễn Tú, thích mặc y phục màu xanh, để tóc đuôi ngựa, làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy khó quên. Một ít thiếu niên lại cảm thấy trong lòng nhảy nhót không thôi, chỉ là không dám thể hiện tâm tư ra ngoài. Những người hiểu biết ít trong Long Tuyền Kiếm Tông đều thích gọi Nguyễn Tú là Đại sư tỷ, Nguyễn Tú đối xử với ai cũng rất tốt tính, nhưng cũng sẽ không đặc biệt thân thiết với ai, nói chuyện với bọn họ vài lần vẫn không có biện pháp thay đổi, nên cứ để mặc cho người khác gọi nàng là Đại sư tỷ. Lâu ngày, trong những đệ tử kia, có một ít người đã thể hiện tài năng, có một ít người đã chậm rãi cảm giác được mình đang tới gần giới hạn của thiên phú phát hiện đại sư tỷ là người kỳ quái nhất trong sơn môn vốn đã kỳ quái này vị đại sư tỷ này tới bây giờ vẫn không có ai nhìn thấy nàng tu hành mỗi ngày hoặc là du rú trong nhà hoặc là ở cấm địa kiếm lô giúp tông chủ rèn sắt đúc kiếm bằng không thì sẽ đi dạo trên các đỉnh núi ngoại trừ bản sơn tông môn thần tú sơn cùng với vài đỉnh núi có khoảng cách hơi xa vùng núi lân cận thần tú sơn ba ngọn núi bảo lục sơn thải vân phong cùng tiên thảo sơn nàng đều đi hết mà mọi người về sau mới biết được ba ngọn núi này là sư môn thuê lại từ người nào đó 300 năm, thật ra cũng không thực sự thuộc về Long Tuyển Kiếm Tông. Video tập 228, 229, 230 bộ truyện kiếm lai like kết thúc ở đây nhé. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh Kiwi Chuyện nhé. Cảm ơn.